Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 134. Chỉ thấy ở khu vực lập lòe ánh đao ở phía xa xa, Phạn Chiêu Đế đột nhiên ngừng lại, cô ta không tiếp tục ra tay nữa mà phóng người lên liên tục lùi về sau, ra khỏi khu vực chiến đấu. Thấy thế Lăng Tiêu thoáng chau mày đầy khó hiểu. Chỉ trong chớp mắt, Phạn Chiêu Đế đã thối lùi khỏi hiện trường, cùng lúc đó, bàn tay khổng lồ đến từ hỏa tinh cũng biến mất không thấy đâu. Mọi người đều thấy nghỉ hoặc. Còn tổ đạo thì như thể nghĩ đến chuyện gì đó nên sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, ông ta gào lên, Phạn Chiêu Đế cô là đồ tiểu nhân. Lúc này, một ánh đao đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, tiếp đó Lăng Tiêu chậm rãi đi ra, ông ta nhìn tổ đạo ở cách đó không xa, lúc này đây, hơi thở của tổ đạo đã đạt đến một ngưỡng nhất định, chuẩn bị đột phá. Diệp Quân trầm giọng nói, người phụ nữ kia lúc nãy cố ý bỏ chạy là muốn để chúng ta và tổ đạo tàn sát lẫn nhau. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, không còn cách khác. Dứt lời, ông ta cũng hóa thành một ánh đao lao thẳng đến chỗ tổ đạo. Diệp Quân thấy thế thì trầm mặc. Như Lăng Tiêu nói, cho dù biết người phụ nữ kia có âm mưu, nhưng bọn họ căn bản không còn cách nào khác, bởi vì bọn họ không thể để tổ đạo này đột phá. Tổ đạo kia một khi đột phá thì không một ai ở đây có thể đấu lại ông ta. Diệp Quân không nghĩ nhiều nữa, cũng hóa thành một luồng ánh kiếm bay về phía tổ đạo, mà đám người Quân Đế cũng xông lên. Bọn họ đã sớm muốn đánh chết tổ đạo kia rồi. Mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, bởi vì đa phần sức mạnh của tổ đạo đều đang phân cho tế chúng sinh. Nhìn thấy đám người Lăng Tiêu đánh tới, sắc mặt tổ đạo bỗng trở nên vô cùng khó coi. Lúc này đây ông ta chỉ hận trong thể ăn tươi nuốt sống Phạn Chiêu Đất. Mẹ kiếp, bị con ả kia chơi rồi. Mà lúc này ông ta căn bản không có thời gian để nghĩ nhiều, bởi vì đám người Lăng Tiêu đã lao đến. Trong mắt tổ đạo ánh lên tia dữ tợn, tay phải đột nhiên xòe ra, một chiếc ấn đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, cái ấn này chỉ to bằng bàn tay ông ta, toàn thân đen kịt, trên đỉnh ấn có một chữ đạo, mà bốn mặt thân ấn có khắc bốn chữ thiên, địa, đạo, pháp. Đó chính là ấn tổ đạo. Lúc trước đây chính là thần vật mạnh nhất khắp toàn bộ vũ trụ cấp 10, cũng là lá bài tẩy cuối cùng của ông ta, nếu như không bị ép đến đường cùng, ông ta chắc chắn sẽ không sử dụng đến nó. Với ông ta mà nói, bây giờ chỉ cần nhanh chóng sống qua được ải này, chỉ cần thuận lợi đột phá thì đám người ở đây chỉ là run rế. Trong thoáng chốc tổ đạo thôi thúc ấn đen kia, ấn tổ đạo lập tức biến thành một vùng thế giới thập đạo hút hết đám người Lăng Tiêu vào bên trong. Mà bên trong thế giới thập đạo này có vô số đạo pháp ầm ầm kéo đến, những đạo pháp này không chỉ ở hiện tại mà là trải dài qua rất nhiều thời đại. Đạo pháp quá khứ, đạo pháp hiện tại, hơn nữa còn không phải là đạo pháp bình thường, mà tất cả đều là đạo pháp chỉ tổ, ấn tổ đạo này chính là khởi nguồn cho tất cả đạo pháp. Diệp Quân không quan tâm đến sức mạnh của các đạo pháp kia, hắn phóng lên trời, vung kiếm chém thẳng lên chữ. Đạo ở trên đỉnh. Ầm ầm, nương theo ánh kiếm bị chấn nát, Diệp Quân cũng bị một luồng sức mạnh cường đại chấn áp trở về nguyên chỗ, trên đạo ấn kia đã xuất hiện một vết kiếm nhàn nhạt. Sau khi dừng lại, Diệp Quân có chút khiếp sợ, kiếm thanh huyên mà cũng không thể phá hủy nơi này. Hắn đang định thử lại lần nữa thì lại bị Lăng Tiêu ngăn cản, Lăng Tiêu nhìn chăm chăm chữ đạo kia rồi nói, ấn tổ đạo này là do biển khổ giới bên kia trải qua, sức mạnh rất quỷ dị, năm đó ta cũng coi thường ấn này. Sau đó bị nó cho ăn vài cú đau điếng. Nhờ vậy mới khiến đạo khiển tiến vào cơ thể của ta, không thể khinh thường được đâu. Diệp Quân trầm giọng nói, vậy chúng ta phải ngăn được tổ đạo kia ồ. Lăng Tiêu gật gật đầu, lát nữa ta sẽ mở ra một đường, để theo đó ra ngoài chém tổ đạo. Nói xong, ông ta nắm chặt trường đao bước lên một bước, giơ tay chém xuống. Một đao vừa hạ xuống, thời không trước mặt ông ta lập tức bị xé thành một lỗ hổng lớn. Diệp Quân thấy thế thì vội vàng xông ra ngoài, nhưng lúc hẳn sắp ra khỏi thì lỗ hổng kia đã nhanh chóng khép lại, mà lúc này Lăng Tiêu lại lần nữa chém mạnh xuống. Răng rắc, thời không vừa khép miệng kia lại bị nứt ra, Diệp Quân nhân cơ hội vọt ra ngoài. Mà ở trong thế giới thập đạo, vô số đạo pháp tràn ngập đất trời đè xuống, trong nháy mắt từng luồng đao khí kinh khủng Lăng Tiêu tỏa ra đã tan biến từng chút một. Lăng Tiêu híp mắt lại. Hai tay xoay một vòng rồi biến thành một luồng ánh đao vạn trượng phóng lên trời, trong nháy mắt, một ánh đao sắc lẻm đã lóe lên chân trời thế giới. Thập đạo, hai loại sức mạnh cực hạn đối chọi nhau. Toàn bộ thế giới thập đạo bắt đầu rung lắc tựa như có động đất mạnh,
mà không bao lâu sau, vùng thế giới thập đạo này đã xuất hiện một vài vết nứt. Ấn tổ đạo này tuy rằng khủng bố, nhưng tổ đạo bây giờ căn bản không thể phát huy được toàn bộ uy lực của nó, bởi vì đa phần sức mạnh hiện tại của ông ta đều đang dùng tế chúng sinh, bởi vậy ấn tổ đạo lúc này không thể chống lại được Lăng Tiêu. Mà ở bên ngoài, sau khi Diệp Quân lao ra đã nhanh chóng đấm một kiếm về phía tổ đạo, hắn quyết không thể để tổ đạo này đột phá, bởi vì lúc này hơi thở ông ta tỏa ra đã rất tiếp cận giây phút đột phá rồi. Tên này một khi đột phá thì ở đây không ai có thể cản lại được. Ầm ầm. Theo chiêu kiếm Diệp Quân đánh tới, tổ đạo lập tức bị đánh bay ra ngoài, còn Diệp Quân lại định xuất thêm một chiêu nữa, nhưng lại thấy tổ đạo đột nhiên bắt đầu điên cồng cười lớn. Ông ta bước ra trước một bước, hơi thở của ông ta như thể núi lửa đã tích tụ mấy chục nghìn năm, trong chớp mắt bùng nổ, chấn động đến mức Diệp Quân cũng bị thổi bay lùi liên tục. Mà lúc ông ta định bước thêm một bước nữa thì đột nhiên vùng trời xung quanh đột nhiên trở thành màu máu, cùng lúc đó, thời không trước mặt tổ đạo nứt ra. Phản Chiêu Đế chậm rãi đi ra, tiếp đó, cô ta khẽ điểm một ngón tay về phía tổ đạo, trong phút chốc, hơi thở ông ta vừa tỏa ra đã bị chấn áp lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phản Chiêu Đế. Tổ đạo đột nhiên gào lên, ngươi dám phản bội ta. Ngươi dám phản bội tai. Phản Chiêu Đế cũng không nói lời nào, cô ta lại bước đến một bước, trong phút chốc, nghìn tỷ ác niệm tựa nghìn quả núi nặng ngàn cân ép mạnh xuống người tổ đạo. Khí thế khủng bố tổ đạo vừa tỏa ra lập tức bị chấn áp. A! À, tổ đạo đột nhiên gào lên, hai tay ông ta lập tức bốc cháy, ông ta nhấc chân phải lên muốn tiến lên thêm một bước nữa để hoàn toàn đột phá ràng buộc trong bản ngã. Lúc chân phải ông ta dần hạ xuống, hơi thở trong người tựa thủy triều lũ lượt tràn ra, điên cuồng chống lại ác niệm của Phản Chiêu Đế. Nhưng vào lúc này, ở hỏa tỉnh xa xôi chợt có một bàn tay phóng lên trời. Trực tiếp xé rách thời không lao đến trên đỉnh đầu tổ đạo tiếp đó là đè mạnh xuống. Ầm ầm, chỉ một cái đè tay này thôi, hơi thở vừa bộc phát của tổ đạo lại lần nữa bị ép trở lại trong người. Đệt bà! Hai mắt tổ đạo đỏ ngầu, ông ta gầm lên đầy giận dữ, trực tiếp đốt cháy thân thể đại đạo của mình, nhờ vậy mà luồng hơi thở đáng sợ lại lần nữa được bộc phát ra từ cơ thể của ông ta. Luồng hơi thở này mạnh đến mức liên tục bức lùi được ác niệm của Phản Chiêu Đế cùng bàn tay khổng lồ kia. Tổ đạo vui vẻ trong lòng, đang muốn thừa cơ bước thêm bước cuối cùng, đạt đến đỉnh cao trước giờ chưa từng có, nhưng đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên chậm rãi vang lên, định. Ầm ầm. Trong tích tắc, một luồng sức mạnh đáng sợ đã nện thẳng xuống đỉnh đầu của tổ đạo. Không. Trong mắt tổ đạo đột nhiên co rụt lại, mắt trừng lớn muốn rách cả mí, không. Không được. Ầm ầm. Ba luồng sức mạnh khủng bố cùng chấn áp tổ đạo, trong thời khắc sống còn này. Ông ta muốn triệu hoán ấn tổ đạo về để hộ thể, nhưng lại phát hiện ấn tổ đạo bây giờ đang bị đám người Lăng Tiêu ghe gao khống chế. Đây là âm mưu, rõ ràng là âm mưu. Lúc này, tổ đạo bỗng nhiên tỉnh ngộ, tất cả những thứ này đều là âm mưu của Phản Chiêu Đế, đối phương sở dĩ ra mặt giúp ông ta chống lại đám người Lăng Tiêu, mục đích chính là làm ông ta lơ là, để ông ta tin tưởng rằng cô đang thật sự giúp đỡ mình. Mà khi ông ta tin tưởng, bắt đầu tế chúng sinh thì người phụ nữ này đột ngột dừng tay, không đánh với Lăng Tiêu nữa, lúc ấy sao Lăng Tiêu có thể bỏ qua cho ông ta được. Mà bản thân ông ta muốn lấy một chọi với cả nhóm người Lăng Tiêu thì chỉ có thể lấy lá bài tẩy cuối cùng là ấn tổ đạo ra. Mẹ nó, rõ ràng tất cả đều là âm mưu. Đúng lúc này, Phản Chiêu Đế đột nhiên lắc người đến thẳng trước mặt tổ đạo, trong mắt cô ta tràn ngập vẻ tham lam. Tổ đạo lập tức hiểu được ý nghĩ của người phụ nữ này, ông ta gằn giọng lên. Phản Chiêu Đế, ông đây có chết cũng sẽ không để ngươi chiếm hời. Dứt lời, ông ta định dứt khoát tự bạo cả đạo thể lẫn linh hồn, nhưng đúng lúc này lại có một âm thanh chậm rãi vang lên, chấn. Ầm ầm, giọng nói kia vừa dứt, một luồng sức mạnh đáng sợ khác đã chấn áp tổ đạo ngay tại chỗ, khiến ông ta không thể động đậy. Tổ đạo quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một cô gái mang áo bào trắng đang đứng, là Tịnh Tông Chủ. Diệp Quân nhìn Tịnh Tông Chủ bước đến. Chỉ im lặng không nói gì. Khuôn mặt của tổ đạo vô cùng dữ tợn, ông ta hét lên, đáng chết, các ngươi đáng chết. Mà đúng lúc này, Phản Chiêu Đế đã vọt đến trước mặt ông ta, sau đó tung một quyền ra. Ầm ầm, tổ đạo trợn tròn hai mắt, trong phút chốc, vô số sức mạnh chúng sinh trong cơ thể ông ta trôi ra ồ ạt như thủy triều, tất cả đều tuôn vào người Phản Chiêu Đế. Tiếp tục tế chúng sinh.
nhưng lần này người tế chúng sinh đã không còn là tổ đạo nữa mà là phản chiêu đế, nói đúng hơn là cô ta đang cướp đi thành quả của tổ đạo. Đúng lúc này, Diệp Quân cách đó không xa đột nhiên biến mất. Xung quanh bỗng có một luồng kiếm quang phá không lao đến chỗ phản chiêu đế. Uy hiếp lớn nhất hiện tại đã không còn là tổ đạo, mà chính là phản chiêu đế. Phản chiêu đế phất tay áo lên, một bức tường vô hình trực tiếp chặn ngang trước mặt cô ta. Ầm, chiêu kiếm của Diệp Quân bị chặn ngang ngay tại chỗ, mà lúc này, hơi thở của phản chiêu đế đang điên cuồng tăng vọt. Đúng lúc này, ấn tổ đạo đột nhiên bay về phía tổ đạo, nhưng lúc nó chuẩn bị đến gần ông ta thì lại bị phản chiêu đế cách không tung một chưởng đánh bay ra ngoài. Bấy giờ, đám người Lăng Tiêu cũng xông đến, Lăng Tiêu thấy phản chiêu đế cướp đoạt thành quả của tổ đạo thì cau mày lại, cơ thể thoáng rung lên, hóa thành một luồng ánh đao. Đánh về phía phản chiêu đế. Đúng lúc này, Tịnh Tông chủ đột quay sang Lăng Tiêu hô lên, phá. Ầm ầm. Trong phút chốc, luồng ánh đao của Lăng Tiêu đã bị đánh nổ tứ tung. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, giơ tay lên định tiếp tục phóng đao về phía Tịnh Tông chủ. Tịnh Tông chủ chỉ đưa một ngón tay lên, trên đầu ngón tay có đại đạo ngưng tụ. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang vọng, Lăng Tiêu cùng Tịnh Tông chủ đồng thời thối lui liên tục. Sau khi Lăng Tiêu dừng lại, ông ta ngẩng đầu nhìn Tịnh Tông chủ ở cách đó không xa, khẽ nhíu mày, cô cũng là kẻ nghịch đạo. Mà đúng lúc này, hơi thở của phản chiêu đế ở nơi xa đang điên cuồng tăng vọt, nhất là hơi thở ác đạo của cô ta, bây giờ đã tăng lên gấp mấy chục lần, chỉ là uy thế của một đạo đã mạnh đến mức chấn lùi tất cả những cường giả có mặt ở đây, trong đó bao gồm cả Lăng Tiêu và Tịnh Tông chủ. Đột phá rồi. Người đột phá cảnh giới tế chúng sinh đầu tiên ở vũ trụ cấp 10. Phản chiêu đế nở nụ cười, cô ta nhìn Diệp Quân ở phía xa xa, trong mắt là sát ý ngập tràn. Phản chiêu đế lúc này chỉ tỏa ra vẻn vẹn một luồng uy thế cũng đủ khiến tất cả mọi người ở đây cảm nhận được áp bức lớn lao, tự như bị nghìn vạn ngọn núi chèn ép xuống người, vô cùng nặng nề. Cô ta đã vượt qua đạo ngã tự tại, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Cảnh giới tế chúng sinh. Khoảnh khắc cô ta đạt đến cảnh giới tế chúng sinh. Cũng là mang ý nghĩa trật tự đại đạo của tổ đạo đã không còn tồn tại nữa, đất trời vũ trụ này đều lấy phản chiêu đế làm đầu. Lúc này tổ đạo vẫn chưa chết, nhưng đã thoi thóp, ông ta tập hợp tất cả sức mạnh chúng sinh về, nhưng lại bị phản chiêu đế hấp thu sạch sẽ, không chỉ sức mạnh chúng sinh mà ngay cả sức mạnh của ông ta cũng bị phản chiêu đế hấp thu gần như 99%. Bởi vì ông ta cũng bị phản chiêu đế biến thành chúng sinh để hấp thu. Mưu tính mấy trăm triệu năm qua. Hôm nay phải dâng toàn bộ lên cho phản chiêu đế. Ông ta hận. Hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng ông ta không thể làm gì được. Bây giờ phản chiêu đế đã quá mạnh, đừng nói là ông ta của bây giờ, cho dù là ông ta của thời kỳ đỉnh cao cũng hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta. Đúng lúc này, thời không trên đỉnh đầu của phản chiêu đế và tổ đạo đột nhiên nổi lên từng gợn sóng lăn tăn. Phản chiêu đế ngẩng đầu lên xem, không biết là nhìn thấy gì mà híp mắt lại. Sau đó đưa tay trái điểm ra một cái, thời không đang nổi gợn sóng kia đột nhiên truyền đến âm thanh kiếm quang vỡ vụn, ngay sau đó, thời không xung quanh bắt đầu trở về bình thường. Phản chiêu đế nhìn chằm chằm vào mảnh thời không đã khôi phục lại bình thường, cười khẩy chỉ thế thôi. Mọi người ngẩng đầu nhìn mảnh thời không đã khôi phục, kia, đều thấy có chút nghi hoặc, vừa rồi là ai ra tay. Lăng Tiêu ở nơi xa ngẩng đầu nhìn mảnh thời không vừa nãy còn đang gợn sóng kia. Cũng không biết là nhìn thấy gì, ông ta hơi run lên, liếc mắt nhìn Diệp Quân ở cách đó không xa, ông ta trầm mặc một lúc rồi đột nhiên hóa thành một ánh đao bảy sắc chém thẳng đến chỗ phản chiêu đế. Phản chiêu đế ở phương xa cũng thu tầm mắt lại, duỗi nhẹ một ngón tay ra, đầu ngón tay khẽ vung lên, luồng ánh đao khổng lồ kia lập tức bị phá nát, Lăng Tiêu cũng trong chớp mắt bị sức mạnh ác đạo đáng sợ trấn áp đứng yên tại chỗ. Không chỉ thế. Đạo ý mạnh mẽ Lăng Tiêu tỏa ra quanh thân cũng bị trấn áp lại toàn bộ. Giờ khắc này thực lực của phản chiêu đế đã có sự chênh lệch trời long đất lỡ so với khi trước. Nhìn thấy cảnh này, đám người quân đế ở xung quanh đều phải hoảng hốt. Mà đúng lúc này, tổ đạo đang thoi thóp đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, ấn tổ đạo lập tức bay đến trong tay ông ta. Một khắc sau, ông ta mượn sức mạnh của ấn tổ đạo để chuồn ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, ông ta đã ở trước biển khổ giới trong thiên mộ giới. Nhìn vùng biển tĩnh lặng như chết trước mặt, trong mắt ông ta ánh lên vẻ kiêng kỵ, do dự không dám quyết định. Đúng lúc này, phản chiêu đế đột nhiên xoay tay, cách không búng một cái,
một tia hào quang đỏ rực xuất hiện, chớp mắt, toàn bộ thiên mộ giới lập tức bắt đầu bị tiêu diệt. Cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng của phản chiêu đế, tổ đạo bị dọa đến mức hồn bay phách tán, ông ta ôm ấn tổ đạo rồi nhảy thẳng vào trong biển khổ giới, mà khi những sức mạnh ác đạo kia đến gần biển khổ giới thì lại bị tiêu biến. Thấy thế, phản chiêu đế cau mày lại. Sau khi tổ đạo ôm ấn tổ đạo nhảy vào biển khổ giới thì cứ ngỡ rằng là chết chắc, nhưng ông ta lại phát hiện mình không hề chìm xuống đáy biển khổ giới, không chỉ thế mà ấn tổ đạo còn lơ lửng, ông ta lập tức thấy vui vẻ khôn xiết, sau đó hơ hai tay hai chân cực lực, bơi về vùng biển u tối phía xa xa như một con rùa. Vừa bơi ông ta còn vừa mắng, phản chiêu đế thứ phản bội nhà người, cứ chờ đấy cho ông, người chờ đấy cho ông, a a a. Phản chiêu đế liếc mắt nhìn tổ đạo đang bơi trong biển khổ giới, cô ta không tiếp tục ra tay nữa. Tổ đạo kia bây giờ trong me cô ta chẳng khác gì một đống rác, đừng nói là ông A của bây giờ, cho dù là lúc ông ta mạnh nhất cũng chẳng ở được cô ta để ở trong mắt, chỉ là hạng run dế mà thôi. Tất nhiên, không giết ông ta cũng là vì còn lý do khác, cứ. Để ông ta sống tiếp, sau ắt còn tác dụng rất lớn. Phản chiêu đế nhìn tổ đạo vừa bơi vừa mắng chửi một lúc rồi thu tầm nhìn lại, cô ta quay đầu nhìn Diệp Quân cách đó không xa, ngược lại ta có chút bất ngờ đấy, vậy mà ngươi đã học xong thiện ác cộng tồn. Diệp Quân liếc mắt nhìn phản chiêu đế, còn ta cũng thấy rất bất ngờ, cô mà lại mời được Tịnh Tông Chủ và vị cường giả bí ẩn trên hỏa tinh kia. Ha hai! Phản chiêu đế cười khẽ, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng vung lên, xung quanh có vô số sức mạnh ác niệm phun trào như thủy triều. Người thông minh như vậy, không ngại đoán thử xem tại sao ta có thể mời được bọn họ. Bây giờ cô ta cũng không vội, bởi vì với cô ta mà nói, bây giờ đại cục đã định. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Tịnh Tông Chủ, cô vẫn luôn phản trật tự, thật ra cô không phản lại trật tự của ta, mà là phản lại trật tự của tổ đạo, nhưng cô biết rất rõ, với thực lực của mình thì căn bản không thể tiêu diệt được tổ đạo kia. Phản chiêu đế có thể thuyết phục được cô chắc hẳn là vì cô A có biện pháp tiêu diệt tổ đạo, đúng không? Tịnh Tông Chủ khế gật đầu, đúng được một nửa. Diệp Quân khẽ nhíu mày, còn một nửa còn lại. Tịnh Tông Chủ không trả lời câu hỏi này mà chỉ nói, ta giúp nàng ta trấn áp tổ đạo, còn nàng thì phải thả ngươi đi. Diệp Quân nở nụ cười, cô cảm thấy như vậy khả thi không? Tất nhiên là khả thiêu. Phản chiêu đế đột nhiên bật cười, con người của ta nói là phải giữ lời. Người có thể đi, nhưng đám nghịch đạo bên cạnh ngươi thì phải chết, bởi vì với ta, bọn chúng là chất dinh dưỡng đại bổ. Diệp Quân nhìn Tịnh Tông Chủ, cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng Diệp Quân ta đã chọn đồng sinh cộng tử với những huynh đệ kết nghĩa này. Tịnh Tông Chủ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, một lúc sau, cô ta khẽ gật đầu, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nói xong, cô ta xoay người rời đi, nhưng chỉ mới được hai bước thì dừng lại. Ta đã từng nói muốn cho ngươi một cơ hội, đúng không? Phản chiêu đế liếc mắt nhìn Tịnh Tông Chủ, khẽ híp mắt lại. Lúc này, Tịnh Tông Chủ chậm rãi bước về phía Diệp Quân, vũ trụ quan huyên, lần đó chúng ta đã đánh cược và ta đã thua, vì vậy tư phàm Tịnh ta nguyện tuân theo trật tự của kiếm chủ quan huyên. Trong phút chốc, kiếm ý trật tự trong cơ thể Diệp Quân điên cồng tăng vọt. Tiếng kiếm ngân vang khắp toàn bộ vũ trụ, hệ ngân hà, núi phản Tịnh. Chủ nhân bút đại đạo đang quét sân cũng nghe thấy tiếng kiếm ngân, ông ta dừng lại rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh hà sâu xa, trong mắt ánh lên tia phức tạp, khẽ nói trật tự tổ đạo đã tan vỡ, thiên địa lại trở về với vô trật tự, tâm nguyện phải thành, bây giờ ngươi đang cầu chết đúng không? Thiên mộ giới. Khoảnh khắc Tịnh Tông Chủ nguyện tuân theo trật tự của Diệp Quân, kiếm ý trật tự của Diệp Quân lại lần nữa được biến chất, lúc này đây. Kiếm ý trật tự của hắn đã đạt đến cảnh giới đạo ngã tự tại đỉnh cao. Kiếm đạo trật tự, là một loại trật tự mạnh nhất chỉ sau tổ đạo. Kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân không ngừng rung lên. Phản chiêu đế đột nhiên nở nụ cười, Tịnh Tông Chủ, không thể không nói, ngươi khiến ta thấy hơi bất ngờ đấy, thì ra ngươi thật sự tin rằng hắn có thể sáng lập ra được một trật tự công bằng, còn tin rằng hẳn sẽ không thay đổi thành ác long. Tịnh Tông Chủ nhìn về phía Phản Chiêu Đế, biết tại sao ta lại tin tưởng hắn không? Phản Chiêu Đế cười khẽ, ta nghĩ chắc là sẽ không vì cô thích hắn đâu nhỉ, dù sao tên đó cũng là một tên đào hoa lắm nợ. Tịnh Tông Chủ nhìn chăm chăm vào Phản Chiêu Đế, trận chiến ở chân vũ trụ ngày đó, cho dù có chết hẳn cũng không gọi người đến giúp, vậy nên ta tin tưởng hắn. Nụ cười trên mặt Phản Chiêu Đế dần biến mất. Tất nhiên cô ta hiểu ý của Tịnh Tông Chủ.
nếu mục tiêu của thiếu niên này cũng giống như tổ đạo, đều muốn nô dịch chúng sinh, hút máu chúng sinh, vậy thì thật ra hẳn hoàn toàn không cần cố gắng, hắn chỉ cần nói một câu là có thể làm được rồi. Vậy tại sao hắn không làm? Rất đơn giản. Bởi vì Diệp Quân hắn không muốn làm vua dựa dẫm, mà là muốn chân chính vô địch. Vô địch ở đây là muốn vượt qua cả cha hắn. Đối thủ chân chính trong lòng Diệp Quân, thật ra chính là các đời cha chú của mình. Cũng bởi vì vậy, Diệp Quân hắn không thể làm vua dựa dẫm, bởi vì như thế thì cho dù có thành lập trật tự cũng sẽ ở dưới tứ kiếm, trật tự của hắn vĩnh viễn thấp kém hơn bốn người kia. Nhưng nếu hắn vượt qua bọn họ, vậy hắn sẽ thành lập được một trật tự tuyệt đối, tứ kiếm cũng phải tuân theo. Lấy kiếm làm trật tự, dưới trật tự đó, chúng sinh bình đẳng. Cha hay ông nội cũng phải quỳ xuống hết cho hắn, đó mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Nghe Tịnh Tông chủ nói thế, Diệp Quân đầu tiên là ngẩng ra, sau đó là lắc đầu cười, hắn không ngờ rằng người hiểu mình nhất. Lại là Tịnh Tông chủ này và chân tỷ. Chút suy nghĩ đó đã bị hắn giấu rất sâu. Cho dù là tháp gia đi theo hàng ngày cũng không biết được. Vượt qua các đời cha chú. Nếu nói suy nghĩ này ra, chắc chắn sẽ có người cười nhạo Diệp Quân ha, bảo hẳn không biết tự lượng sức, cười hẳn suy. Nghĩ hão huyền. Nhưng Diệp Quân hắn chính là như thế, không làm thì không làm, nhưng nếu đã làm thì phải làm cho tốt nhất, cho. Dù việc đó có khó khăn đến nhường nào đi nữa hẳn cũng muốn làm, và cũng chỉ có Diệp Quân hắn mới có thể làm. Bởi vì chỉ có hẳn làm thì các đời cha chú mới đồng ý cho hẳn thêm thời gian, đồng thời cũng lựa chọn giúp đỡ hắn. Người ngoài làm à, điên không? Thử chọc vào nhà họ Dương đi, không cần đến một phút là người đã hoàn toàn tiệt diệt ở vũ trụ này. Ha ha! Lúc này, tiểu tháp đột nhiên bắt đầu cười lớn, không ngờ nhóc con ngươi lại có suy nghĩ sâu xa như vậy, không thể không nói, ngươi khiến tháp gia phải nhìn với ánh mắt khác xưa đấy, tháp gia không nhìn lầm ngươi. Có chí khí lắm, ha hai. Khi nghe đến câu nói của Tịnh Tông chủ, nó tất nhiên đã hiểu rõ ý đồ thật sự của Diệp Quân, dù sao những năm gần đây nó cũng cố gắng đọc sách, tiến bộ lên nhiều rồi. Phạn Chiêu Đế liếc mắt nhìn Tịnh Tông chủ, sau đó nói, sau này ngươi sẽ biết lựa chọn của mình là sai lầm, bởi vì ta không tin Diệp Quân hẳn cuối cùng vẫn sẽ giữ được sơ tâm, không thành ác long. Nói xong, cô ta đột nhiên bước lên trước một bước. Bước đi này trải ra một đường ánh sáng đỏ ngầu đến thẳng chỗ Diệp Quân. Cô ta và Diệp Quân tất nhiên là tử địch. Sau khi đánh bại tổ đạo, bây giờ cô ta đã là trật tự cao nhất ở đây, sao cô ta có thể để cho người khác sáng tạo ra một loại trật tự khác? Đây là cuộc chiến tranh giành đại đạo, là cuộc chiến một sống một còn. Phạn Chiêu Đế bỗng vươn tay, một luồng ác niệm đáng sợ lập tức bao trùm lên mọi người có mặt ở đây. Đám người quân đế khi chịu phải áp lực ác niệm đó thì có chút đứng không vững. Cô uy thể ác niệm mạnh mẽ đó chèn ép đến mức khiến họ không thở được, không chỉ thế, nó còn như hàng vạn quả núi nghìn cân đè chặt lên họ, khiến họ không thể động đậy. Hoàn toàn nghiền ép. Mà đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, một khắc sau, một luồng kiếm quang đỏ chói đột nhiên phá không lao đến, chém thẳng lên người Phạn Chiêu Đế. Nương theo ánh kiếm đỏ lòm đó bộc phát ra. Những cổ uy thế đáng sợ lập tức bị tiêu diệt, đám người quân đế khôi phục lại như thường, bọn họ nhanh chóng lui về sau, rời xa khỏi khu vực này. Chỉ có Lăng Tiêu và Diệp Quân là có thể miễn cưỡng chống lại sức mạnh của Phạn Chiêu Đế. Chẳng mấy chốc, Lăng Tiêu và Diệp Quân đã đồng loạt biến mất, một đao một kiếm cùng xông về phía Phạn Chiêu Đế, mà đối phương chỉ cười một tiếng khinh thường. Sau khi cô ta cần nuốt hết tất cả tu vi của tổ đạo, đối với cô ta mà nói, trong thiên địa này chỉ có cô gái váy trắng là có thể đấu với cô ta một trận. Những người còn lại chỉ là hạng sâu bò. Phạn Chiêu Đế phất tay áo lên, một mảng biển màu máu lập tức dâng lên hàng vạn trượng, che lấp cả bầu trời. Diệp, Quân và Lăng Tiêu bị biển máu mạnh mẽ đó ép dừng lại ngay tại chỗ, ánh đao và ánh kiếm của bọn họ cũng lập lòe không thể đấu lại. Phạn Chiêu Đế lại bước ra một bước, bước đi này khiến cho biển máu vạn trượng kia đột nhiên dội thẳng xuống đỉnh đầu của Diệp Quân và Lăng Tiêu. Sức mạnh to lớn ấy khiến kiếm ý và đao ý của bọn họ bị chấn áp hoàn toàn, mảnh thời không nơi họ đang đứng cũng bị sụt lún, trở thành một khoảng không tịch mịch. Diệp Quân tay phải nắm kiếm Thanh Huyên, nghiến chặt răng, lúc này ác niệm của Phạn Chiêu Đế đã mạnh hơn không chỉ mấy chục lần so với khi còn ở chân vũ trụ, cho dù là kiếm ý trật tự của hắn cũng không có cách nào chống lại được ác niệm đó. Phải biết rằng, kiếm ý trật tự của hắn đã được tín ngưỡng của Tịnh Tông chủ củng cố, vậy mà vẫn không đủ.
hẳn không ngờ rằng sau khi phản chiêu đế cần nuốt sức mạnh chúng sinh ở vũ trụ cấp 10 cùng tu vi của tổ đạo lại có thể trở nên mạnh mẽ kinh khủng đến như vậy. Đúng lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên phá tan uy thế của hơi thở ác niệm kia, rồi bổ một đao thật mạnh về phía phản chiêu đế, nhưng còn chưa kịp tới gần cô ta đã bị đánh bay ra ngoài. Đại ca! Thấy Lăng Tiêu bị đánh bay, Diệp Quân không hề do dự mà lập tức thiêu đốt cơ thể của mình, hóa thành một luồng kiếm quang vọt đến chỗ phản chiêu đế. Nhưng hắn vừa đến gần cô ta thôi đã bị luồng ý niệm vừa đáng sợ vừa mạnh mẽ chấn kinh bất động tại chỗ, kiếm ý trật tự quanh thân cũng bị chấn áp nát tan ngay trong một khắc đó. Diệp Quân cố gắng chống lại sức mạnh ác đạo khủng khiếp này, khóe miệng hắn đã có một vệt máu tươi chảy xuống, đến mức hắn cảm thấy ngũ tạng đã bị phế bỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Ủy thế của một ý niệm mà lại có thể đáng sợ đến như vậy. Phản chiêu đế thản nhiên nhìn Diệp Quân đang khổ sở chống đỡ kia, vậy là đã thiêu đốt thân thể rồi. Ta chỉ mới xuất chưa đến 2 phần thực lực đấy. 2 phần sức mạnh. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, hắn có thể cảm nhận được phản chiêu đế không hề nói dối về những gì sau khi cô ta đột phá. Không chỉ là cấp độ cao nhất của ác đạo, mà còn nắm giữ sức mạnh của toàn bộ sinh linh trong vũ trụ cấp 10. Còn về thực lực của cô ta trong vũ trụ cấp 10 này, giống như từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống vậy. Diệp Quân cúi đầu nhìn kiếm Thanh Huyên ở trong tay mình, kiếm kêu không ngừng. Lúc này, kiếm ý trật tự của hắn sau khi đã có được sự công nhận của Tịnh Tông Chủ đã đạt đến một trạng thái đỉnh cao nhất. Luồng kiếm ý này khiến hắn cảm thấy hơi xa lạ, nó đến quá bất ngờ, hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng nên vẫn chưa thể thực sự phát huy hết uy lực của kiếm ý trật tự này. Mà giờ phút này, hẳn hoàn toàn không có thời gian để thích ứng với luồng kiếm ý trật tự hoàn toàn mới này. Đánh! Diệp Quân ngừng suy nghĩ, hắn ngẩng đầu lên nhìn Phản Chiêu Quân ở phía xa xa, suy nghĩ vừa lay động, kiếm đã chém tới trước mặt Phản Chiêu Đế. Sức mạnh của 3 loại huyết mạch đồng thời bốc cháy, kiếm quang như máu. Đến lúc này, hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải dốc hết sức lực mà chiến đấu. Uy lực của một nhát kiếm này giống như luồng gió mạnh, chớp mắt đã cuốn sạch vũ trụ chư thiên vạn giới, áp đảo hết tất cả. Tuy nhiên, khi nó vừa đến gần Phản Chiêu Đế, một luồng kiếm quang đỏ như máu này trong nháy mắt biến mất. Tiếp sau đó, Diệp Quân giống như con diều bị đứt dây, lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh sau đó, một bàn tay đã đỡ hắn lại, còn giúp hắn ngăn lại vô số sức mạnh ác đạo. Lăng Tiêu. Sau khi Diệp Quân dừng lại, khóe miệng hắn không ngừng chảy máu. Hắn nhìn Phản Chiêu Đế ở phía xa xa, 2 huynh đệ bọn họ đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Kiếm quang hiện, đạo quang ngưng. Có thể nói, bây giờ 2 người chính là kiếm tu và đao tu mạnh nhất trong vũ trụ cấp 10 này. 2 người hợp lực lại với nhau, uy lực bộc phát ra thì cho dù là ý chí tổ đạo cũng đều có thể dễ dàng nghiền nát và tiêu diệt. Tuy nhiên, 2 người chỉ vừa đến gần Phản Chiêu Đế đã lập tức bị một luồng ý niệm ác đạo vô hình trấn áp ngay tại chỗ. Tiếp sau đó, đạo ý và kiếm ý của 2 người biến mất từng chút một, giống như tờ giấy bị đốt cháy. Sức mạnh của 2 bên đã không cùng một cấp bậc nữa rồi. Phản Chiêu Đế nhìn huynh đệ 2 người bị sức mạnh ác đạo của cô ta trấn áp, nở một nụ cười khinh thường, chỉ như vậy thôi sao? Dứt lời, cô ta chỉ khẽ dậm chân, trong phút chốc, tất cả đao quang và kiếm quang trong trời đất đồng thời biến mất. Không những vậy, khoảng vũ trụ này còn bị vỡ vụn, biến thành một vực sâu vũ trụ vô tận. Một cú dậm chân nhẹ nhàng, đã hủy diệt đi tất cả. Diệp Quân và Lăng Tiêu giống như bị trúng đòn nghiêm trọng, ngay lập tức bay ra ngoài. 2 mắt Phản Chiêu Đế từ từ nhắm lại, 2 tay cô ta mở ra. Thế giới vốn đã biến thành một màu đen kịt, lại đột nhiên bắt đầu từng chút một chuyển sang màu đỏ, ý niệm ác đạo khủng bố cuốn sạch chư thiên vạn thế, trấn áp tất cả. Cách đó không xa, đám người quân đế nhìn thấy cảnh này vẻ mặt đều vô cùng khó coi. Người phụ nữ này còn mạnh hơn tổ đạo ở thời kỳ đỉnh cao gấp nhiều lần. Người đầu tiên trong lịch sử của vũ trụ cấp 10 đạt đến cảnh giới tế chúng sinh. Lúc này, đám người quân đế đều có phần tuyệt vọng. Chênh lệch sức mạnh quá lớn. Sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn nhìn kiếm ý ở xung quanh mình. Giờ này khắc này, kiếm ý trật tự của hắn đã bắt đầu tiêu tan. Hắn từ từ nhắm mắt lại. Áp chế. Đạo trật tự của hắn bây giờ rất mạnh. Vô cùng mạnh. Có thể nói, sau khi tổ đạo chết, trật tự hiện tại của hắn là mạnh nhất ở đây. Nhưng đại đạo của Phản Chiêu Đế còn mạnh hơn. Đạo của hắn vẫn bị đại đạo của đối phương kìm hãm.
Loại kìm hãm này thực sự khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, có phần giống với uy áp của tướng quân trong một quân đội. Ở bên cạnh Diệp Quân, Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào Phản Chiêu Đế phía xa xa, phải nói rằng, người phụ nữ này quá mạnh, vượt xa ra khỏi dự đoán của ông ta. Nhưng ông ta lại có vẻ rất phấn khích. Lăng Tiêu bỗng nhiên vỗ vai Diệp Quân, cười nói, tiểu cửu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đàn ông chúng ta cứ cố gắng hết mình là được, nếu thẳng thì tất nhiên là việc tốt, trong dòng chảy thời gian vô tận mặc ta tiêu dao tự tại. Nếu thua, vậy cũng không sao cả, chết thôi mà, chúng ta sống nhiều năm như vậy rồi, cũng không lỗ. Diệp Quân quay đầu nhìn Lăng Tiêu sảng khoái. Lúc này, hắn đột nhiên bật cười. Diệp Quân hắn có cố gắng không? Tất nhiên là cố gắng rồi. Nhưng Phản Chiêu Đế này dùng thực lực để nói cho hắn biết rằng nhiều khi không phải cứ nỗ lực là sẽ có kết quả. Thế gian này có rất nhiều người, bọn họ cũng rất nỗ lực, nhưng cuối cùng họ vẫn phải cúi đầu trước số phận. Không cam lòng sao, phẫn nộ sao, mấy thứ này đều không có tác dụng gì cả. Nếu đã cố gắng hết sức mà vẫn không được nữa vậy thì hãy thản nhiên chấp nhận thôi. Nhiều khi, con người cũng phải học cách chấp nhận thất bại của mình. Cố gắng hết sức rồi, đời này không còn hối hận gì, vậy là đủ. Thông suốt được điều này, tạp niệm trong lòng Diệp Quân lập tức biến mất. Trong lòng thản nhiên, đánh không lại thì đánh không lại, thản nhiên chấp nhận thất bại của mình. Nhưng, Diệp Quân đột nhiên bật cười, đại ca, ta vẫn muốn tung ra một nhát kiếm cuối cùng nữa. Dứt lời, cơ thể và linh hồn của hắn đồng thời bốc cháy, không những vậy, sức mạnh của ba loại huyết mạch cũng cùng lúc bị đốt cháy. Kiếm ý trật tự cũng hoàn toàn bùng cháy vào lúc này. Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn đám người Lăng Tiêu, Quân Đế và Tam Tỷ, hắn bỗng nhiên cười lớn, đại ca, nhị ca, Tam Tỷ, tứ ca, ngũ ca, lục ca, thất ca, bát ca nếu như có kiếp. Sau, Diệp Quân ta vẫn muốn kết bái cùng với mọi người. Dứt lời, hai mắt hắn đột nhiên đỏ ngầu, huyết mạch phong ma cuồn cuộn quét sạch chư thiên vạn giới. Điên cuồng hoàn toàn. Đây mới là thực sự cố gắng. Sau khi hiểu được sự tồn tại song song của thiện và ác, hắn không còn cự tuyệt ác của chính mình nữa. Cũng chính vì vậy, giờ phút này, xung quanh hắn tỏa ra luồng sức mạnh huyết mạch phong ma cường đại, vượt xa rất nhiều so với hắn đã từng. Hắn không còn kiềm hãm ác niệm của mình nữa. Thế đạo này, không phải không đen thì chính là trắng. Sau khi hiểu được sự tồn tại của thiện và ác, nếu như hẳn đủ thời gian, thì có thể hoàn thiện đạo của mình tốt hơn. Nhưng đáng tiếc rằng, đối phương căn bản sẽ không cho hắn thời gian này. Sau khi điên cuồng hoàn toàn, Diệp Quân đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang đỏ tươi, biến mất ngay tại chỗ. Lao thẳng về phía Phản Chiêu Đế sau nhát kiếm này, sống chết không hối hận. Thấy một nhát kiếm này của Diệp Quân, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, trật tự thiện ác cùng tồn tại, đáng tiếc tiểu cửu lĩnh hội quá muộn, nếu như có thêm một chút thời gian nữa. Nói đến đây, ông ta nheo mắt lại, tổ đạo thiếu sót cái gì? Thật ra y cũng giống như Phản Chiêu Đế, chỉ có ác, không hề có thiện, vì trong xương cốt của y tất cả chúng sinh là nô dịch, trật tự mà y tạo lập ra chính là vì ham muốn ích kỷ của bản thân. Còn về Phản Chiêu Đế, cô ta là cực ác, thiếu thiện. Thực ra cho dù là Phản Chiêu Đế hay tổ đạo thì cũng đều là đại đạo không viên mãn, thứ mà bọn chúng theo đuổi là một con đường đại đạo cực đoan. Con đường đại đạo của Diệp Quân là một con đường đại đạo chân chính, nhưng đáng tiếc, hắn lĩnh hội quá muộn, hơn nữa cũng không có quá nhiều thời gian để hắn hoàn thiện đại đạo trật tự này. Xa xa, khi Phản Chiêu Đế nhìn thấy mặt cực kỳ tà ác đó ở trên người Diệp Quân, hai mắt cô ta cũng nheo lại. Phải nói rằng, cô ta không ngờ Diệp Quân lại dùng cách cộng sinh thiện và ác này để phá vỡ phong ấn đại đạo của cô ta. Nên nói là trực tiếp xung hợp lại chứ không phải là phá vỡ. Nghĩ tới đây, Phản Chiêu Đế bật cười, cô ta khẽ chỉ ngón tay ra, tuy nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa ý chí đại đạo chí cao vô thượng của vũ trụ này. Trong nháy mắt khi ngón tay này vừa tiếp xúc với kiếm của Diệp Quân, vô số kiếm quang đỏ tươi vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng sức mạnh kiếm đạo cường đại đã đánh bay Phản Chiêu Đế ra xa gần 10.000 trượng. Sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn bị một luồng ý chí vô thượng đáng sợ cưỡng ép kìm hãm, kiếm ý và sức mạnh huyết mạch phong ma ở xung quanh hắn vỡ tan rồi lại tụ lại, vỡ tan rồi tụ lại. Khi sức mạnh huyết mạch và kiếm ý bị tan vỡ lần cuối cùng, nó không thể nào ngưng tụ lại được nữa. Diệp Quân từ trên không trung chậm chậm rơi xuống, ý thức dần trở lên mơ hồ. Giờ khách này
cuộc đời của hắn lướt qua trong đầu như một tia chớp. Hắn không trách người khác, cũng không trách chính mình, bởi vì lần này, Hà đã thực sự cố gắng hết sức rồi. Chính vào lúc này, một bàn tay bỗng nhiên đỡ lấy Diệp Quân. Chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn Diệp Quân ở trước mặt, sau khi yên lặng chốc lát, ông ta nói U Cửu cần một chút thời gian. Cách đó không xa, quân đế nhìn Lăng Tiêu, đại ca, huynh cứ việc nói. Lăng Tiêu từ từ ngẩng đầu nhìn Phản Chiêu đế cách đó không xa, nhẹ giọng nói, người phụ nữ này đã đạt tới cực hạn của vũ trụ này rồi, dù cho chúng ta cả triệu năm nữa, đời này chúng ta cũng không thể đánh thắng cô ta, nhưng Tiểu Cửu thì có cơ hội đấy. Nói rồi, ông ta nhìn nhóm huynh đệ của mình. Quân đế lập tức hiểu ý của Lăng Tiêu, ông ta cười, đại ca, huynh đệ đi trước một bước đây. Nói xong, ông ta đột nhiên mở lòng bàn tay ra, Diệp Quân đã bị đàn áp chìm vào hôn mê lập tức xuất hiện trước mặt ông A, ông ta cõng Diệp Quân, xoay người nhảy lên một cái, trong nháy mắt, ông ta đã tới biển khổ giới. Lúc ông ta vừa bước vào biển khổ giới, thân xác của ông ta bắt đầu tan ra, linh hồn bị phai mờ từng chút một, những nhân quả của đời trước hay đời này đều nhanh chóng mai một trong khoảnh khắc này. Đương nhiên ông ta hiểu ý của Lăng Tiêu. Phải cứu Diệp Quân. Chỉ có một con đường. Đó chính là để Diệp Quân đến được bờ bên kia. Nhưng mà biển khổ giới này khủng bố biết bao nhiêu. Quân đế vừa cõng Diệp Quân bước vào trong, cả người ông ta đã bắt đầu bị xóa mờ từng chút một. Không chỉ vậy, lúc này tất cả tu vi của ông ta đều bị trấn áp, hoàn toàn không thể chống chọi nổi, chỉ đành cõng Diệp Quân đi bộ về phía trước. Đại ca, huynh đệ đi trước một bước đây hỉ. Đúng lúc này, âm thanh của lão bát đột nhiên vang lên trong sân, khoảnh khắc tiếp theo, ông ta khôi phục bản thể, trở thành một con vượn khổng lồ chống trời cao ngất, ông ta bước về trước một bước, sau đó ngã thẳng vào biển khổ giới kia. Tuy nhiên, thân thể to lớn như vậy của ông ta chìm vào trong biển khổ giới, lại không khiến nước bắn lên tí nào. Ông ta lấy thân thể làm cầu, vắt ngang qua hai bờ biển khổ giới. Nhị ca, lên đi. Đây là câu cuối cùng của lão bát. Tiếp theo, một bàn tay o lớn xách quân đế và Diệp Quân lên lưng ông ta. Ngay sau đó, bàn tay to lớn ấy đã tan ra. Mắt quân đế hơi ửng đỏ, ông ta cõng Diệp Quân liều mạng chạy sang bên bờ xa xôi kia. Nhưng chưa chạy được bao lâu, cơ thể ông ta cũng bắt đầu biến mất từng chút một. Đại ca, huynh đệ đi trước một bước đây. Âm thanh của Thượng Thương Chủ đột nhiên vang lên giữa trời đất, khoảnh khắc tiếp theo, ông ta triệu hồi hư tượng đại đạo của mình về, sau đó ép buộc đưa tay phải vào trong biển khổ giới. Tay phải của ông ta nâng quân đế và Diệp Quân đi cả trăm trượng về phía trước nhưng chưa được hai hơi thở, toàn bộ hư tượng của ông ta đã hóa thành cho bụi bản thể cũng tan biến theo gió hoàn toàn. Đại ca, huynh đệ đi trước một bước đây. Khi âm thanh này vừa dứt, một luồng kim quang đột nhiên xuất hiện giữa trời đất, ngay sau đó, một con rồng to lớn hư ảo mạnh mẽ xông vào trong biển khổ giới bảo vệ Diệp Quân và quân đế, đồng thời, sức mạnh mẽ đó còn đẩy quân đế cõng Diệp Quân tiến về trước hàng trăm trượng nhưng nháy mắt, Thiên Chiêu đế đứng ở bờ đã tan biến hoàn toàn như khói xanh. Biến mất triệt để. A! À, trên lưng lão bát, quân đế đột nhiên hét lớn, ánh mắt đỏ rực. Ông ta cõng Diệp Quân chạy về bờ bên kia như điên, nhưng dù mạnh như ông ta, lúc này cũng không chống chọi lại sức mạnh huyền bí trong biển khổ giới nổi, phần lớn thân thể của ông ta đã tan chảy rồi. Đại ca, huynh đệ đi trước một bước đây. Giọng nói của lão tứ nghịch đạo hình đồ vừa vang lên, ông ta đã nhún người nhảy một cái, mạnh mẽ xông vào biển khổ giới, bởi vì ông ta mang theo sức mạnh đi vào trong, do đó, vừa vào đã gặp phải đàn áp khủng bố, nhưng... ông ta cũng mạnh mẽ lợi dụng sinh mạng của mình một lần cuối cùng để đưa quân đế và Diệp Quân đi về phía trước hàng trăm trượng. Nháy mắt, ông ta đã hoàn toàn tan biến trên biển khổ giới. Bị xóa bỏ vĩnh viễn. Ngay cả nhân quả của đời trước đời này cũng bị xóa bỏ hoàn toàn, không còn kiếp sau. Đại ca ỷ. Lúc này, lão Lục nhìn Lăng Tiêu đứng ở chân trời, cười lớn nói, huynh đệ đi đây. Nói xong. Ông ta hóa thành dư ảnh lao thẳng vào biển khổ giới mà không quay đầu lại, tốc độ của ông ta là nhanh nhất, ông ta nhận lấy Diệp Quân trong tay quân đế, nhanh chóng xông về trước gần ngàn trước nhưng chẳng mấy chốc, ông ta và vô số dư ảnh đã biến mất hoàn toàn. Phía sau, quân đế muốn quay đầu nhìn Lăng Tiêu lần cuối, nhưng ngay lúc ông ta quay đầu lại, cả người ông ta đã biến thành tro bụi như một tờ giấy bốc cháy. Thế gian đã không còn quân đế nữa ồ. Đại can. Đúng lúc này. Tam tỷ là người cuối cùng,
cô ta nhìn Lăng Tiêu ở cuối chân trời đang quay lưng lại với các huynh đệ, ta cũng đi đây. Nói rồi, cô ta nhảy vào trong biển khổ giới. Bảo vệ! Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên giữa trời đất. Chính là Tịnh Tông Chủ. Khoảnh khắc ngôn xuất pháp tùy của Tịnh Tông Chủ xuất hiện, cả biển khổ giới bỗng dâng trào. Hai luồng đại đạo va chạm điên cuồng. Tam tỷ quay đầu nhìn Tịnh Tông Chủ, Tịnh Tông Chủ đứng trên bờ biển khổ giới, hai tay chắp sau người, nhưng thân thể đã trở nên hư ảo. Tam tỷ lập tức thu mắt lại, nhanh chóng chạy tới cạnh Diệp Quân, sau đó ôm lấy hắn chạy về bờ bên kia. Ha ha! Chân trời, Lăng Tiêu đột nhiên cười lớn, ông ta nhìn Phán Chiêu Đế đối diện đang đi chậm chậm về phía ông ta, thân xác và linh hồn của ông ta bốc cháy, nháy mắt, một đao thế đáng sợ lập tức quét qua trời đất, thế mà đao thế đáng sợ này lại mạnh mẽ chống lại được ác niệm của Phán Chiêu Đế. Phán Chiêu Đế dừng lại, cô ta nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, hơi bất ngờ. Lăng Tiêu cười lớn nói, ta tự tạo ra một chiêu tên là Thuật Đồ Đạo, vốn dĩ là để chuẩn bị cho tổ đạo. Nhưng không ngờ ta lại thảm như vậy, đúng là thế sự vô thường mày các huynh đệ, đợi đại ca sắp tới rồi đây, ha hai. Nói xong, ông ta đột nhiên nhảy lên, hung hăng chém một đao về phía Phản Chiêu Đế. Thuật Đồ Đạo, cúng tế thân mình, tàn sát mọi đạo trên thế giới. Lấy thân thể đối chọi với chúng sinh. Đây là nhát đao cuối cùng của ông ta, vì thiền đề để thi triển đao này, chính là phải hiến tế thân mình trước. Đối diện với một đao khủng bố của Lăng Tiêu, hai mắt Phản Chiêu Đế híp lại, lần đầu tiên trong mắt xuất hiện sự nghiêm trọng, cô ta chỉ ra, vô số ý của ác đạo xuất hiện, nháy mắt, chỉ thấy huyết quang vỡ vụn, Phản Chiêu Đế bị đao này chém cho lùi xa triệu trượng. Khoảnh khắc khi Phản Chiêu Đế dừng lại, thế mà ý chí ác đạo quanh người cô ta lại bị phai mờ, không chỉ vậy, cơ thể của cô ta cũng trở nên hư ảo theo. Phản Chiêu Đế từ từ ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu cuối tầm mắt, cùng cảnh giới. Không ai có thể địch lại ông. Khoảnh khắc âm thanh vừa dứt, người cô ta đã xuất hiện sau Lăng Tiêu. Vèo. Giữa lông mày của Lăng Tiêu, một luồng huyết mang lập tức xuyên qua ông ta. Thân xác tan vỡ. Linh hồn phai mờ. Phản Chiêu Đế không quay đầu lại, cô ta đi từ từ về phía biển khổ giới, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một đao thế. Khủng bố đã bao phủ cô ta. Phản Chiêu Đế cau mày, cô ta dừng chân lại. Từ từ quay người, trước mặt không có ai. Là ý chí của Lăng Tiêu. Thân chết, hồn diệt, ý không mất, vẫn có thể chiến đấu. Chỉ thấy ý chí kia đột nhiên hóa thành một luồng đao mang giết tới trước mặt Phản Chiêu Đế. Phản Chiêu Đế tung một đấm, sức mạnh ác đạo ghê gớm lập tức bao phủ cả vũ trụ đen kịt, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mảnh huyết mang tan vỡ, cơ thể độc ác của Phản Chiêu Đế lại rách tan. Trong mắt Phản Chiêu Đế có một tia dữ tợn xẹt qua, cô ta ngẩng đầu nhìn về nơi không xa, lệ khí lộ ra, cô ta bỗng giơ tay tát một phát. Nháy mắt, ý chí của Lăng Tiêu xuất hiện ở giữa chân trời xa xôi đã vỡ nát, phai mờ hoàn toàn. Thế gian không còn Lăng Tiêu nữa. Phản Chiêu Đế mở lòng bàn tay ra, thu luồng khí thần bí lại, cô ta quay người nhìn nơi xa, ở biển khổ giới, lúc này Tam Tỷ đang ôm Diệp Quân chỉ còn cách bờ kia 10 trượng. Nhưng dù có đại đạo của Tịnh Tông Chủ bảo vệ, lúc này cô A cũng đã không chịu nổi nữa, hai chân cô ta đột nhiên bị lực lượng thần bí đáng sợ xóa sạch, cô ta quỳ xuống nghe tiếng bộp, cô ta cúi đầu nhìn Diệp Quân trong ngực, nhẹ giọng nói tiểu cửu, Tam Tỷ không thấy được ngày đệ thiết lập trật tự nữa rồi. Nói rồi, cô ta tan biến theo gió như khói xanh, bị xóa sạch hoàn toàn. Ngay khoảnh khắc Diệp Quân sắp rơi xuống đất, một bàn tay bỗng tiếp lấy Diệp Quân. Là thiên thần. Thiên thần cõng Diệp Quân chạy tới bờ biển xa xôi, cứ chạy, thân thể của gã trở nên hư ảo, chỉ còn cách mấy bước chân, mà như là cả đời của gã vậy. Cuối cùng, thiên thần cõng Diệp Quân tới bờ bên kia, vừa tới bờ, gã đã quỳ xuống biển khổ giới, gã dùng sức lực toàn thân để đẩy Diệp Quân lên bờ, sau đó nhẹ giọng nói, huynh đệ, kẻ địch của huynh quá mạnh, ta không đánh thắng được, ta chỉ có thể đưa huynh tới đây thôi. Vừa dứt lời. Thân thể gã lập tức bị sức mạnh của biển khổ giới đè bẹp, linh hồn vừa xuất hiện đã phai mờ, bị xóa sạch triệt để. Trên đời không còn thiên thần nữa. Khi Diệp Quân được thiên thần đưa lên bờ đất bên kia, Tịnh Tông Chủ đứng ở bờ đối diện chậm rãi nhắm mắt lại, trong chốc lát, một luồng sức mạnh đại đạo thần bí từ biển khổ giới phóng ra, đối mặt đòn phản công kinh khủng này, Tịnh Tông Chủ lại không hề chống cự, chỉ trong nháy mắt, cô ta đã bị trấn áp và biến thành tượng đá.
Lúc này, Phản Chiêu Đế đi tới bên cạnh Tịnh Tông Chủ, cô A nhìn Tịnh Tông Chủ đã bị biến thành một pho tượng, yêu lặng một lát, sau đó bình tĩnh nói cần gì phải làm vậy. Nói xong, cô ta chậm rãi đi tới biển khổ giới cách đó không xa. Cô ta lúc này đã là người mạnh nhất vũ trụ cấp 10. Đương nhiên cô ta không sợ biển khổ giới này. Trong nháy mắt khi cô ta bước vào bên trong biển khổ giới, toàn bộ biển khổ giới lập tức sục sôi, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên phóng ra từ nơi sâu thẳm của biển khổ giới, sau đó hung hăng đánh về phía cô ta, Phản Chiêu Đế bị luồng sức mạnh này đánh lui trở lại bên bờ. Phản Chiêu Đế bị đánh về bờ nhíu mày, cô ta lại tiếp tục bước lên phía trước, ngay khoảnh khắc cô ta bước vào biển khổ giới, biển máu vô biên tràn về hướng biển khổ giới, khi biển máu này tiến vào biển khổ giới, không bao lâu sau lại có một luồng sức mạnh thần bí phóng ra, cưỡng ép đẩy lùi biển máu vô biên. Phản Chiêu Đế lại bị đánh về bờ. Lần này, Phản Chiêu Đế hơi bất ngờ, cô ta nhìn biển máu vô biên kia, một lát sau, cô ta ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng nhúng xuống biển khổ giới, sau đó cô ta khẽ mỉm cười, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Dứt lời, tay phải của cô ta từ từ siết chặt lại, ý niệm ác đạo đáng sợ đột nhiên hội từ lại từ trong đất trời, áp lực của ác niệm mạnh mẽ này lập tức trấn áp luồng đại đạo thần bí trong biển khổ giới, nước biển khổ giới bị trấn áp không ngừng cuộn trào. Mà ngay lúc này, không biết cô ta đã cảm nhận được điều gì mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn bờ đối diện, ở đó có một người kéo theo Diệp Quân chạy. Phản Chiêu Đế cau mày, sau một hồi suy nghĩ, tay phải cô A chậm rãi thu lại, biển khổ giới bị trấn áp cuộn trào dần dần yên ả trở lại, ác niệm và huyết mang tràn ngập trong biển dần tan đi, chỉ trong chốc lát, toàn bộ biển khổ giới đã khôi phục lại bình thường, nhưng ở nơi sâu thẳm của biển khổ giới vẫn có một luồng khí tức mạnh mẽ đang dao động như kiêng dè Phản Chiêu Đế. Phản Chiêu Đế nhìn phía đối diện biển khổ giới, cô ta không tiếp tục cố gắng vượt qua biển khổ giới nữa mà xoay người rời đi, vì cô ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chỉ cần xoay người một cái, cô ta đã tới hệ Ngân Hà. Núi Phạn Tịnh, chủ nhân bút đại đạo đang ngồi trước thêm đá, ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Tổ đạo tế chúng sinh, toàn bộ vũ trụ cấp 10, ngoại trừ vũ trụ Quan Huyên, chân vũ trụ và vương triều Thiên Mộ được Diệp Quân bảo vệ. Tất cả nền văn minh đều đã bị hủy diệt, nhưng hệ Ngân Hà thì không. Nơi này vẫn là một vùng đất thanh tịnh. Đột nhiên, Phản Chiêu Đế xuất hiện ở bên cạnh chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo thu lại ánh mắt, nhìn cô gái mặc đồ đỏ, cười nói, chúc mừng cô đạt cảnh giới tế chúng sinh. Phản Chiêu Đế bình tĩnh nói, ta hỏi ông chuyện này. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, biển khổ giới. Phản Chiêu Đế gật đầu. Chủ nhân bút đại đạo cười mỉm, cũng không nói lời nào. Phản Chiêu Đế quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, không nói gì, xoay người rời đi. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, chờ một chút. Phản Chiêu Đế dừng bước lại. Sau một hồi suy nghĩ, chủ nhân bút đại đạo nói, nếu ta nói chỗ này là một cái lồng giam, cô có tin không? Phản Chiêu Đế liếc ông ta, nếu thật sự là như vậy thì chắc chắn ông đã làm chuyện gì thất đức. Chủ nhân bút đại đạo cười ha ha. Phản Chiêu Đế nói, ông biết ta tìm ông để làm gì mà. Nụ cười của chủ nhân bút đại đạo chợt tắt, ông ta nhìn nơi sâu nhất của tinh không, sau một lát, ông ta nhẹ giọng nói, bàn cờ này, cũng đã đến lúc nên thu lưới rồi. Một lát sau, Phản Chiêu Đế lập tức biến mất ở phía cuối tỉnh Hà mờ mịt. Không ai biết hai người đã âm mưu điều gì. Phản Chiêu Đế tới một tinh không mịt mù, phía đối diện cô ta là một hành tinh màu vàng. Phản Chiêu Đế bình tĩnh nói, hãy thực hiện lời hứa của ta. Giọng nói thần bí kia lại nói, không gấp. Phản Chiêu Đế khẽ nhíu mày, nhưng cô ta cũng không nói gì, xoay người biến mất, chỉ trong chốc lát, cô ta tới trước một tòa đại điện cổ kính. Ác đạo điện. Đôi mắt Phản Chiêu Đế chậm rãi đóng lại, lòng bàn tay phải mở ra, trong chốc lát, trong đất trời có vô số luồng sức mạnh tụ lại, rất nhanh, trước mặt cô ta đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Đạo luân hồi. Dần dần, ở trong một vòng xoáy, vô số mảnh vụn linh hồn hội tụ lại, chỉ trong chốc lát, một luồng hư hồn ngưng tụ lại trong đó. Nhị điện chủ ác đạo minh, Khâu Bạch Y. Trừ nhị điện chủ Khâu Bạch Y, bên trong vòng xoáy còn xuất hiện vô số hư hồn, đều đã từng là cường giả ác đạo minh đã chết. Cường ép sống lại. Cô ta lúc này là người mạnh nhất toàn bộ vũ trụ cấp 10, có thể nắm giữ sinh tử, nghịch luân hồi. Rất nhanh. Hồn phách của Khâu Bạch Y hoàn toàn ngưng tụ lại, ánh mắt Khâu Bạch Y có chút mờ mịt,
nhưng ông ta nhanh chóng nhìn thấy Phạn Chiêu Đế, ông ta mừng như điên, lão đại. Nói xong, ông ta bước ra từ trong vòng xoáy luân hồi. Nhưng ông ta vừa mới bước ra, giữa chân mày ông ta đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm quang quỷ dị. Rầm, trong thời gian ngắn, Khâu Bạch Y lại bị xóa sổ. Khâu Bạch Y. Phạn Chiêu Đế vẫn bình tĩnh, ánh mắt không hề do dự. Luồng kiếm quang kia là của người phụ nữ váy trắng, nhưng lần này người phụ nữ đó lại không hề ra tay. Luồng kiếm quang đó cũng chính là luồng kiếm đã giết chết Khâu Bạch Y. Bị người váy trắng giết. Nhân quả này, không thể giải. Dù phải trải qua tỷ tỷ năm. Sống bất cứ lúc nào, chết bất cứ lúc nào. Trong sân, Phạn Chiêu Đế yên lặng một lát, cô ta xòe lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng đảo, rất nhanh. Trong đất trời đột nhiên xuất hiện vô số mảnh vụn linh hồn, những mảnh vụn linh hồn này gắn liền với không biết bao nhiêu nhân quả, vô cùng mạnh mẽ, cô ta muốn cưỡng ép những mảnh vụn gắn liền với nhân quả luân hồi này ngưng tụ lại, nhưng điều đó lại vô cùng khó khăn. Không chỉ có như vậy, những mảnh vụn linh hồn gắn liền với những nhân quả luân hồi kia bắt đầu run rẩy dữ dội và sắp nổ tung. Thấy cảnh này, vẻ mặt Phạn Chiêu Đế đột nhiên thay đổi, mà ngay lúc này, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên tụ lại từ trong đất trời, chỉ trong nháy mắt, tất cả mảnh vụn linh hồn nhanh chóng ngưng tụ thành một hư hồn, hư ảo vừa mới xuất hiện đã lập tức ngưng tụ lại. Chính là linh hồn của Đại Thiện Tự Chủ. Phạn Chiêu Đế nhìn nơi sâu thẳm của tinh không, đa tạ. Không có bất kỳ hồi âm nào. Sau khi Đại Thiện Tự Chủ xuất hiện, ông ta mơ hồ nhìn xung quanh, cuối cùng, ông ta nhìn Phạn Chiêu Đế, khi thấy cô A, ông ta hơi ngẩn người ra. Ngay sau đó, hai tay chắp lại, chúc mừng Phạn Điện Chủ. Ban đầu, Cửu Châu Chủ làm khoản giao dịch thứ hai với ông ta chính là giúp Phạn Chiêu Đế diệt Tương Đạo. Đây cũng lý do tại sao ông ta đồng ý ra ngoài hỗ trợ, vì tổ đạo thật sự rất tàn ác, nên phải sớm diệt trừ. Phạn Chiêu Đế nhìn Đại Thiện Tự Chủ, từ giờ phút này trở đi, Đại Sư có thể xây chùa nhận học trò ở bất kỳ vũ trụ hay thế giới nào. Đệ tử ngộ đạo của Đại Sư sau khi rời khỏi hệ Ngân Hà cũng không dính phải bất kỳ nhân quả nào ở vũ trụ này. Vẻ mặt Đại Thiện Tự Chủ xúc động, lại hành lễ, đa tạ Phạn Chủ. Ngay tại lúc này, Cửu Châu Chủ đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Phạn Chiêu Đế, ông ta hành lễ, Phạn Chủ. Người Cửu Châu Chủ thật sự thần phục không phải là tổ đạo mà là Phạn Chiêu Đế. Tại sao không thần phục tổ đạo? Rất đơn giản. Thần phục tổ đạo thì ông ta mãi mãi sẽ không thể nào đột phá được cực hạn của bản thân, đạt tới một cao độ hoàn toàn mới, vì vậy, người ông thật sự thần phục chính là Phạn Chiêu Đế. Bây giờ tổ đạo đã chết. Đương nhiên, Cửu Châu Chủ có thể tiến thêm một bước hay không, đều phụ thuộc vào người phụ nữ trước mặt. Phạn Chiêu Đế chậm rãi nhắm mắt lại, ta sẽ không đặt ra bất kỳ hạn chế nào nữa, từ giờ phút này trở đi, bất kỳ sinh linh nào còn sống ở vũ trụ này, đều có thể thành đạo. Lập đạo, tế chúng sinh. Cửu Châu Chủ và Đại Thiện Tự Chủ đều yên tâm, hai người hành lễ với Phạn Chiêu Đế, đa tạ Phạn Chủ. Từ giờ phút này trở đi, toàn bộ vũ trụ đều trở nên vô trật tự. Phạn Chiêu Đế nói, từ bây giờ, vũ trụ này giao cho ông quản. Cửu Châu Chủ ngạc nhiên. Phạn Chiêu Đế ngẩng đầu nhìn nơi sâu thẳm của vũ trụ, ánh mắt cô ta nhìn về biển khổ giới, đôi mắt sáng lên, cuộc chiến tranh đại đạo vẫn còn chưa kết thúc đâu. Nói xong, cô ta biến mất, bên trong tiểu tháp, Thiên Hình ngồi trên thêm đá, trong tay gã là một phong thư thiên thần viết. Đại ca, khi huynh thấy lá thư này, cũng có nghĩa là ta đã đi rồi. Ta đã nghĩ rất lâu, ta phát hiện, ta thật sự không thích hợp làm hoàng đế, tại sao ư? Bởi vì ta phát hiện, sau khi làm hoàng đế, ta rất ghét bị ràng buộc, cũng rất ghét phải xử lý những chuyện ngổn ngang trong đế quốc, nó thật sự rất phiền phức. Cho nên... ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy rằng huynh nên làm hoàng đế, ta tin rằng huynh phù hợp hơn ta, ta vốn định ra ngoài vũ trụ trải nghiệm một chút, nhưng huynh biết đấy, Diệp huynh đang chiến đấu, thế nên, ta quyết định tới xem mình có thể giúp được gì hay không, nếu đối thủ của hắn mạnh quá thì ta sẽ chạy. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Sau một hồi lâu, Thiên Hình cũng cất thư đi kèm với bức thư còn có cả ngọc tỷ. Thiên Hình ngồi trước thềm đá thật lâu không nói gì. Vì cách đây không lâu, hồn bài thiên thần đã bể nát. Sau khi thành hoàng đế, cũng sẽ được lập một hồn bài đặt bên trong nhà thờ tổ vương triều để tránh hoàng đế xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà người của vương triều không biết. Hồn bài vỡ nát cũng đồng nghĩa với. Thiên Hình hít một hơi thật sâu, gã chậm rãi đứng dậy,
sau đó xoay người đến trước một ngôi đại điện. Trong đại điện, Tân Nương Nương ngồi ở trên ghế, hôm nay bà ta không mặc cung trang mà chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, hai tay bà ta cầm hồn bài đã vỡ của thiên thần, yên lặng không nói gì. Thiên Hình nhẹ giọng nói, Di Nương. Tần Nương Nương nhẹ giọng nói, ta không sao, chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi, con đi đi. Thiên Hình do dự chốc lát, sau đó gật đầu, xoay người rời đi. Thiên Hình vừa đi, Tần Nương Nương nhẹ nhàng vuốt ve hồn bài đã vỡ của thiên thần, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, con à, từ nhỏ con đã không nghe lời, con chỉ biết mỗi huynh đệ, nhưng chẳng lẽ con chưa từng nghĩ tới mình còn có mẹ sao? Ra khỏi đại điện, Thiên Hình như nhận ra điều gì đó, gã xoay người trở lại điện. Khi thấy Tân Nương Nương, gã sững sờ. Giờ phút này, đôi mắt Tân Nương Nương khép hờ, hai tay đan trước ngực, đã không còn thở nữa. Không biết đã bao lâu, Diệp Quân mới từ từ mở mắt ra, khoảnh khắc tiếp theo, hắn bỗng ngồi xuống. Mình chưa chết ư? Diệp Quân quét mắt nhìn xung quanh, lúc này, hắn đang ở trong một hang động, chỗ không xa là một đống lửa đang cháy lay lắt. Chuyện gì vậy? Mặt Diệp Quân đầy nghỉ hoặc. Tỉnh rồi à? Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên truyền tới từ cửa hang động. Diệp Quân quay đầu nhìn qua, có một thiếu niên đứng ở cửa hang động, thiếu niên ngồi xổm ở cửa động, toàn thân tả tơi, đặc biệt là cái quần, có mấy có lỗ lớn, nhìn đã thấy giống như không mặc. Trong lòng Diệp Quân nghi ngờ, người là ai? Thiếu niên nhìn hắn chằm chằm, cười hề hề, còn chưa biết là chuyện gì xảy ra à? Diệp Quân cau mày, trong lòng thầm nói, tháp ra. Lát sau, âm thanh của tiểu tháp vang lên, ơi! Thiếu niên nhìn phần bụng của Diệp Quân, cái tháp kia của ngươi không tệ, để nó nói cho ngươi biết là chuyện gì đã xảy ra trước đi. Nói rồi, y đứng dậy dựa vào tường, trong miệng không ngừng chửi bới gì đó, như vẫn chưa hả giận, thỉnh thoảng lại đá vào tường vài phát. Trong hang, sau khi nghe tiểu tháp nói xong, cả người Diệp Quân như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, lát sau, hắn chạy ra ngoài như điên. Bên ngoài là biển khổ giới, hắn chạy đến bờ biển khổ giới, nhìn biển khổ giới như mảnh nước tù trước mắt, hai chân hắn khuỵu lại, quỳ thẳng xuống. Chết rồi! Tất cả đều chết rồi! Diệp Quân nhìn vào biển khổ giới như người mất hồn, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của đám người Tam Tỷ, Quân Đế, Lăng Tiêu, nước mắt trong mắt bỗng rơi xuống. Đau lòng cũng không có tác dụng đâu. Đúng lúc này, thiếu niên lúc trước đi tới. Y nhìn biển khổ giới cách đó không xa, dù ngươi có đau lòng tới chết, bọn họ cũng không sống lại được. Đột nhiên Diệp Quân nói, ngươi là tổ đạo à? Thiếu niên nhìn Diệp Quân, cười nói, thằng nhóc nhà ngươi cũng không ngốc, chính là ta. Y vừa dứt lời, Diệp Quân bỗng xông về phía y. Vãi trưởng! Sắc mặt thiếu niên bỗng thay đổi, ngươi muốn làm gì? Chẳng mấy chốc, Diệp Quân tóm lấy tổ đạo, đánh đập dữ dội một trận, tu vi của họ vẫn còn. Nhưng tu vi của tổ đạo yếu hơn trước rất nhiều, do đó, đối mặt với Diệp Quân trong trạng thái bình thường, bây giờ y hoàn toàn không có tí lực chống. Chọi nào! Chính như vậy, nên bên bờ cứ vang lên những tiếng kêu đau khổ của tổ đạo. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân dừng lại, lúc này tổ đạo đã mặt mũi bầm dập rồi. Diệp Quân ngồi trên đất, im lặng không nói gì. Tổ đạo nhìn Diệp Quân chằm chằm, lạnh lùng nói, người đánh ta thì có tác dụng gì? Có bản lĩnh thì đi đánh Phạn Chiêu Đế ấy. Diệp Quân nhìn tổ đạo, giữ răn nói, nếu không phải ngươi, người phụ nữ đó có thể trở nên mạnh vậy à? Nghe xong, trong lòng tổ đạo lập tức có một cơn giận xông lên, bực bội nói, nếu không phải các người ngăn cản ta, sao người phụ nữ đó có thể có cơ hội mà chiếm đoạt tu vi của ta chứ? Diệp Quân nhìn tổ đạo chằm chằm, cô ta không phải thuộc hạ của ngươi à? Tổ đạo phẫn nộ nói, không phải cô ta từng chung một bọn với ngươi ư? Hai người đều im lặng, bọn họ đều từng đi theo đạo của Phạn Chiêu Đế. Lát sau, Diệp Quân từ từ quay đầu nhìn biển khổ giới, tầm mắt của hắn chợt mờ đi. Tổ đạo quay đầu nhìn biển khổ giới, sắc mặt phức tạp, đã từng, tất cả thế giới ở biển khổ giới đều là của y, nhưng bây giờ, mọi thứ là của người khác rồi. Y bị đuổi ra ngoài như chó nhà có tang. Mẹ nó chứ, tức chết đi được. Diệp Quân bỗng nói, vì sao lại cứu ta? Tổ đạo thu mắt lại, sau đó nói, muốn nghe lời nói thật hay giả. Diệp Quân nhìn tổ đạo, ánh mắt không mấy thiện cảm. Trong lòng tổ đạo giật mình, vội nói, thanh niên à, người đừng xúc động, bây giờ hai ta đều là người lưu lạc ở chân trời,
nên hợp tác đối phó với Phạn Chiêu Đế, chứ không phải tự giết lẫn nhau đâu. Diệp Quân im lặng. Tổ đạo lại nói, người nghĩ đi, giữa hai ta thật sự cũng không có thù sâu oán nặng gì, giữa hai ta chẳng qua cũng chỉ là tranh chấp của đại đạo gì, nếu bây giờ hai ta hợp tác, còn có cơ hội đánh với Phạn Chiêu Đế. Nói rồi, y nhìn Diệp Quân, không thể không nói, bây giờ y vẫn hơi lo thằng nhóc bỗng phát điên ra tay với y. Bây giờ y thật sự quá yếu rồi. Vừa nghĩ tới đây y đã bực mình. Mẹ nó! Trước nay y chưa từng bực bội như vậy. Thấy Diệp Quân không nói gì, tổ đạo tiếp tục bảo, biển khổ giới này không ngăn được người phụ nữ kia đâu. Hôm đó a thấy người phụ nữ kia đánh với biển khổ giới một trận, thực lực bây giờ của cô ta đã là mạnh nhất ở vũ trụ cấp 10 rồi. Hơn nữa, cô ta còn chưa hấp thu hết sức mạnh của chúng sinh. Một khi cô ta thật sự tiêu hóa được những sức mạnh của chúng sinh đó, lúc ấy, biển khổ giới này sẽ không ngăn được cô ta nữa. Thấy Diệp Quân vẫn không nói gì, tổ đạo bỗng ném ra một quả bom nặng, đám quân đế không phải là không còn cơ. Hội sống đâu? Diệp Quân bỗng ngồi xuống, ánh mắt vốn mờ mịt ảm đạm lập tức trở nên phát sáng, ngươi nói gì cơ? Tổ đạo trầm giọng nói, bọn họ vẫn còn cơ hội sống. Diệp Quân nhìn tổ đạo chằm chằm, nói tiếp đi. Tổ đạo quay đầu nhìn biển khổ giới, nhẹ giọng nói, biển khổ giới này, bước vào trong đó, thân chết, hồn diệt, nhân quả của đời trước đời này đều mất hết. Nhưng thật ra, có điều người chết không biết, đây còn là một thần khí luân hồi siêu cấp, người chết trong đó, sẽ luân hồi chuyển kiếp, nhưng, thế giới mà bọn họ đầu thai không phải là vũ trụ cấp 10, hơn nữa, nhân quả đời trước đời này đã mất hết, nên tương đương với chuyện, bọn họ đã là một người hoàn toàn mới. Diệp Quân ngơ ngác, nhưng, tổ đạo lại nói, nếu thực lực của ngươi đủ mạnh, là có thể đánh thức ký ức đời trước của bọn họ, nhưng phải nhắc trước, nếu ngươi có thể đảo ngược luân hồi, thì đồng thời phải kiểm soát được cả biển khổ giới này. Đương nhiên, ta phải nhắc ngươi, đừng nói là ngươi, cho dù là ta trong thời kỳ đỉnh cao nhất cũng không làm được. Diệp Quân bỗng nói, vậy người phụ nữ kia có thể không? Tổ đạo lắc đầu, ta không biết, vì ta cũng không rõ bây giờ rốt cuộc là người phụ nữ đó đã mạnh tới trình độ nào. Diệp Quân im lặng không nói gì. Tổ đạo nói tiếp, muốn khống chế được biển khổ giới này, dùng nó cho mình, chỉ có hai cách, cách một. Dùng vũ lực cưỡng ép thu phục nó, nhưng cách này hoàn toàn không thể, đừng nói là ngươi, cho dù người phụ nữ kia, bây giờ cô ta cũng không thể cưỡng ép thu phục biển khổ giới này, cách hai, chính là trở thành chủ nhân của thuyền Bỉ Ngạn. Diệp Quân cau mày, thuyền Bỉ Ngạn. Tổ đạo gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia điên cuồng, vật quý báu nhất của Bỉ Ngạn, ra đời từ thời kỳ văn minh tiền sử, chỉ cần ngươi có thể trở thành chủ nhân của thuyền Bỉ Ngạn, thì biển khổ giới ắt sẽ coi ngươi là chủ. Hơn nữa ngươi cũng có thể đánh bại người phụ nữ kia, vì trong thuyền Bỉ Ngạn có 9 loại thần thông của tiền sử, một loại trong đó là tìm đường đến cấp cao. Ngươi muốn đánh bại người phụ nữ kia, hoặc là ngươi cũng đạt tới cảnh giới tế chúng sinh, hoặc là cảnh giới của ngươi phải cao hơn đại đạo của cô ta. Diệp Quân nhìn tổ đạo chằm chằm, vì sao lại nói những cái này với ta? Trong mắt tổ đạo nhấp nháy một chút, cười hề hề, kẻ địch của kẻ địch là bạn, bây giờ chúng ta là đồng bọn mà. Diệp Quân nhìn tổ đạo, không nói gì. Tổ đạo biết người trước mắt không dễ lừa như vậy, nên lập tức cười nói, đương nhiên ta cũng có ý đồ riêng, nhưng ta có thể thề với trời rằng, những lời vừa nãy ta nói không có câu nào là lừa ngươi cả, nếu có một câu giả dối, cứ để ta chết không chỗ chôn. Sau khi Diệp Quân im lặng một lúc lâu, nói, phải làm sao mới có thể lấy được thuyền Bỉ Ngạn. Tổ đạo lập tức hứng thú, y nhanh chóng đi tới cạnh Diệp Quân rồi ngồi xổm. Trước tiên hai ta vào Bỉ Ngạn giới, sau khi tới đó rồi, thì bố trí ổn thỏa trước, sau đó mới từ từ tính toán. Diệp Quân nhìn tổ đạo, sau đó quay đầu nhìn biển khổ giới ở nơi xa, hai tay hắn từ từ nắm chặt lại. Tổ đạo trầm giọng nói, bây giờ chúng ta phải nhanh lên, vì người phụ nữ kia đã vô địch ở bên đó rồi, chắc chắn cô ta sẽ tìm cách qua bên này. Diệp Quân nhẹ giọng nói, các huynh đệ, đợi ta. Nói xong. Hắn lại nhìn tổ đạo lập tức nói, đi. Dứt lời, y dẫn Diệp Quân đi tới nơi xa. Trên đường, Diệp Quân nói, có thể bay mà. Tổ đạo lắc đầu, không được, chỗ này vẫn thuộc phạm vi của biển khổ giới, hơi đặc biệt, nếu ngươi điều khiển kiếm để bay, ắt sẽ bị biển khổ giới đàn áp, do đó, chúng ta chỉ có thể đi bộ ra khỏi khu vực này. Diệp Quân gật đầu, không nói gì nữa. Sau khi đi được một lúc, Diệp Quân đột nhiên nói, vì sao biển khổ giới lại xuất hiện ở đây?
Tổ đạo lạnh nhạt nói, vì chủ nhân bút đại đạo là tên ngu. Diệp Quân cau mày. Tổ đạo nói tiếp, vũ trụ cấp 10 này tương đương với một nhà tù to lớn, biển khổ giới chính là lồng giam của nhà tù này, còn chủ nhân bút đại đạo chính là người bị lưu đày tới vũ trụ này. Diệp Quân không hiểu lắm, bị lưu đày. Tổ đạo gật đầu, ừ. Diệp Quân nói, vì sao? Tổ đạo nói, tên này muốn lập một trật tự, lúc đầu Bỉ Ngạn giới là một thế giới thánh thiện, chân thánh là người cai trị tối cao của Bỉ Ngạn giới, nhưng sau khi tên đó tới, tuyên bố cái gì mà chúng sinh bình đẳng, muốn dẫn mọi người làm cách mạng phản kháng lại những chân thánh kia, sau đó ông ta xong đời luôn. Trong mắt Diệp Quân đầy nghi ngờ. Tổ đạo nói tiếp, sau này ta cũng mới nghe nói tới, nghe đâu lúc đầu tên đó suýt giết hết những chân thánh của bên kia, về sau thuyền Bỉ Ngạn trong truyền thuyết xuất hiện, cuối cùng không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao chủ nhân bút đại đạo cũng bị lưu đày tới đây rồi. Y tạm dừng, rồi nói, nếu nói theo lý, ông ta nên giúp ngươi mới phải, vì trật tự của ngươi và trật tự lúc đầu ông ta muốn thiết lập cực kỳ tương tự, nhưng tên này lại giúp người phụ nữ kia, ta cảm thấy chuyện này không đúng lắm, ta luôn cảm thấy tên này còn có tính toán sâu xa hơn. Diệp Quân nói, ngươi đi từ Bỉ Ngạn giới tới bên đó à? Tổ đạo gật đầu, ta cũng bị lưu đày. Diệp Quân quay đầu nhìn tổ đạo cười hề hề, ta khác với chủ nhân bút đại đạo, ta không đánh thắng những chân thánh kia được, ta phạm tội trong gia tộc của ta, sau đó lấy ấn tổ đạo chạy sang phía đối diện, vốn dĩ muốn ở bên kia tung hoành một phen, đạt đến cảnh giới tế chúng sinh, sau đó quay về như vua, ai ngờ lại theo đạo của người phụ nữ đó chứ, mẹ nó, người phụ nữ đáng chết này. Diệp Quân đột nhiên hỏi, người phạm tội gì? Tổ đạo lạnh nhạt nói, chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ thôi. Diệp Quân nhìn y, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một người một đạo đột nhiên cùng quay đầu nhìn sang phải. Không biết tổ đạo nhìn thấy gì, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cách phía bên phải của Diệp Quân và tổ đạo tâm trăm trượng có một con đường nhỏ, trên con đường đó có một chiếc xe ngựa đang chậm rãi chạy, à không, nói đúng ra phải là xe người, vì thứ kéo xe chạy không phải ngựa mà là hai người. Hai người kia ở trần, vô cùng cường tráng. Cơ bắp toàn thân rắn chắc như sắt thép, thân dưới chỉ có một mảnh vải che kín bộ phận quan trọng, trên cổ bọn họ đeo xích sắt dày bằng cánh tay, một đầu kia của xích sắt được buộc trên xe ngựa. Hai người đầu không phải người bình thường, khí lực và tu vi đều rất mạnh. Thấy cảnh này, Diệp Quân nhất thời ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn tổ đạo, vẻ mặt tổ đạo vô cùng âm trầm, Hoang Nô. Diệp Quân tò mò hỏi, Hoang Nô là cái gì? Tổ đạo nhìn chằm chằm đằng xa. Ánh mắt âm u, Hoang Nô chính là nô lệ. Trước đây, ở Bỉ Ngạn giới có hai thế lực siêu cấp, một là Thánh Đường Bỉ Ngạn ở phía Nam, hai là Tổ Điện Man Hoang ở phía Bắc. Thánh Đường phía Nam do mấy vị chân thánh thống trị, tín ngưỡng Bỉ Ngạn, còn Tổ Điện Man Hoang phía Bắc là do Hoang Tổ thống trị, tín ngưỡng của bọn họ là chính mình, tu đạo của chính mình, hai bên vì vấn đề tín ngưỡng này mà đại chiến mấy ngàn năm. Diệp Quân nhìn hai Hoang Nô trước xe ngựa nói, rõ ràng là phương Bắc đã bại trận. Tổ đạo khẽ gật đầu, thật ra, ban đầu bọn họ chưa thua, phương Bắc đã chiếm được ưu thế, vì người phương Bắc hung hãn cường đại, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau đó, thuyền Bỉ Ngạn chưa bao giờ xuất hiện lại đột nhiên xuất hiện lập tức đả thương Hoang Tổ, vì vậy Man Hoang mới bại trận. Nhưng thật ra cũng khá tốt, bọn họ chỉ bị lui về đất Man Hoang, cuộc sống cũng khá tốt. Mãi tới sau này, có một người xuất hiện, ngày nào cũng nói cái gì mà mọi người đều bình đẳng, phải thiết lập ý chí vì vũ trụ. Phải làm cho thiên hạ thái bình, cũng không biết ông ta đã giở trò gì mà Tổ Điện Man Hoang lại thật sự đi theo ông ta. Diệp Quân hứng thú, hỏi, sau đó thì sao? Tổ đạo nói, dưới sự chỉ dẫn của ông ta, Man Hoang đã lập tức đánh vào Thánh Đường Bỉ Ngạn hơn nữa còn chém chết ba vị chân thánh. Mà ngay khi bọn họ sắp thắng, thuyền Bỉ Ngạn lại xuất hiện, sau đó, kết quả là chủ nhân bút đại đạo dị đoan này đã bị nhốt ở vũ trụ cấp 10. Bị thuyền Bỉ Ngạn phái tới biển khổ giới đích thân trấn áp, vô số người ở vùng đất Man Hoang bị phía Nam bắt làm hoang nô. Diệp Quân yên lặng, hắn không ngờ rằng chủ nhân bút đại đạo lại thật sự đề cao sự bình đẳng cho tất cả chúng sinh trong toàn vũ trụ. Đương nhiên, điều càng khiến hắn khiếp sợ chính là chủ nhân bút đại đạo lại không làm gì được thuyền Bỉ Ngạn đó, chuyện này khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Dù hắn cảm thấy kẻ ngu ngốc như ông ta không đáng làm người. Nhưng trong lòng hắn vẫn thừa nhận thực lực của chủ nhân bút đại đạo vẫn rất cao cường, có lẽ còn cao cường hơn cả Phạn Chiêu Đế. Tổ đạo tiếp tục nói, chủ nhân bút đại đạo đã hại những người khác ở Tổ Điện Man Hoang rất thảm.
Diệp Quân không hỏi nữa, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, tháp ra, ngươi nói xem ta tới nơi này, có khi nào là do chủ nhân bút đại đạo sắp xếp không? Tiểu tháp khiếp sợ, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Diệp Quân nhẹ giọng nói, trực giác mách bảo ta có điều gì đó không đúng, vì chủ nhân bút đại đạo và phản chiêu đế hoàn toàn khác nhau, thứ phản chiêu đế theo đuổi chính là không có trật tự, mà thứ chủ nhân bút đại đạo theo đuổi lại là thành lập một trật tự mới, vì vậy, ông ta không có lý do gì để hỗ trợ phản chiêu đế mới đúng. Tiểu tháp trầm giọng nói, người nói vậy hình như cũng có lý. Diệp Quân híp mắt lại, nếu như chuyện này thật sự là do ông ta sắp xếp, vậy mục đích của ông ta chỉ có một, đó chính là để ta tới đây phát sinh mâu thuẫn với Thánh Đường Bỉ Ngạn. Sau đó ta đánh không lại Thánh Đường Bỉ Ngạn, bị đánh tơi bời, cuối cùng, cha hoặc cô ta ra mặt, những vị chân thánh kia nhất định sẽ không đánh lại cô và cha ta, thuyền Bỉ Ngạn trong truyền thuyết kia chắc chắn sẽ xuất hiện, chủ nhân bút đại đạo muốn lợi dụng ta. Mượn tay cô ta tiêu diệt Thánh Đường Bỉ Ngạn và cả thuyền Bỉ Ngạn giam cầm ông ta. Nói đến đây, sắc mặt hắn tối sầm lại, kẻ địch của ta tại sao luôn mạnh như vậy nhỉ? Mạnh như vậy có bình thường không? Nhất định là do ông ta âm thầm dở trò quỷ. Vào giờ phút này, đầu óc của hắn càng trở nên rõ ràng hơn. Kẻ địch luôn mạnh bất thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Quân đã bị nhắm tới và bị gài bẫy rồi. Tiểu tháp nói, ta cảm thấy ngươi phân tích như vậy rất có lý, chuyện này quả thật không ổn, chủ nhân bút đại đạo nhất định là muốn lợi dụng ngươi làm chuyện gì đó, hoặc có thể nói rằng ông ta muốn lợi dụng cô ngươi tới làm chuyện gì đó, nhưng ông ta lại không dám quang minh chính đại tính kế cô ngươi. Vì vậy, ông ta chỉ có thể tính kế ngươi, chờ ngươi bị đánh tới mức sống không bằng chết, cô và cha ngươi lại không thể không quan tâm, một khi cha và cô ngươi tới, nhất định sẽ giết hết. Nếu thuyền Bỉ Ngạn xuất hiện đối phó với ngươi, với trình độ đó, chắc chắn ngươi không thể nào đối phó được, đến lúc đó người nhà ngươi lại không thể không ra mặt. Ánh mắt Diệp Quân trầm xuống, cái tên chó má này. Rất hiển nhiên, chủ nhân bút đại đạo đã biến hắn thành một quân cờ, nhưng không biết người đánh cờ ngoài chủ nhân bút đại đạo còn có ai nữa không? Tiểu tháp đột nhiên nói, ngươi có dự định gì không? Diệp Quân im lặng một lát, sau đó nói, ta phải gặp được thuyền Bỉ Ngạn. Đối với ta mà nói, nước cờ này không thể giải được. Tiểu tháp không nhịn được, nổi giận, mẹ kiếp. Diệp Quân nhẹ giọng nói, nhưng ta có thể không đi theo ý tưởng của chủ nhân bút đại đạo. Tiểu tháp nói, là sao? Diệp Quân nhìn chiếc xe ngựa đằng xa, sau khi số kiếp thiên mệnh trên người ta biến mất, cũng đồng nghĩa với việc bất kỳ người nào cũng có thể tính kế ta, mà lúc này, ta làm bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận hơn. Tiểu tháp đột nhiên nói, nhưng nếu như vậy, rất nhiều chuyện sợ rằng phải làm trái ý định ban đầu. Diệp Quân nói, chỉ có thực lực phi thường mới có thể làm theo ý mình, không có thực lực mà vẫn muốn làm theo ý mình thì đó chính là ngu xuẩn. Nói xong, hắn đột nhiên đi về phía chiếc xe ngựa ở đằng xa. Bên cạnh Diệp Quân, Tổ Đạo kinh ngạc, y vội vàng đi theo, người bên trong xe ngựa có thể sử dụng hoang nô tuyệt đối không phải người bình thường, người đừng đột nhiên nảy sinh lòng tốt, trạng thái hiện tại của chúng ta có thể không chịu được đâu. Y quả nhiên vẫn sợi. Sau khi bị phản chiêu đế chơi xỏ, thực lực của y bây giờ còn chưa tới 1% so với thời kỳ đỉnh cao, hơn nữa còn rất yếu, nếu Diệp Quân làm bậy, y sẽ lập tức bỏ chạy. Diệp Quân không nói gì, chỉ bước nhanh đuổi kịp chiếc xe ngựa kia, ngay lúc Tổ Đạo cho rằng Diệp Quân định ra tay cứu người, đột nhiên Diệp Quân nói, cô nương, dừng bước. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Bên trong xe ngựa có một giọng nói chậm rãi truyền tới. Diệp Quân nghe không hiểu, hắn quay đầu nhìn Tổ Đạo chỉ sau lưng Diệp Quân, rất nhanh, một loại ngôn ngữ và chữ viết cổ xưa xuất hiện trong đầu Diệp Quân. Người trong xe ngựa vừa nói là, có chuyện gì? Diệp Quân nhìn xem ngựa, ôm quyền nói, cô nương, ta và đệ đệ ngu xuẩn của ta vì một số lý do mà bị lạc đường ở đây, không biết cô nương có thể cho chúng ta đi nhờ một đoạn được không? Phạm vi của biển khổ giới lớn vô cùng. Nếu đi bộ e là phải tới hơn 10 ngày nửa tháng, hơn nữa, hắn cũng không tin tưởng tên Tổ Đạo này. Đường mình tự mình đi. Cô gái bên trong xe ngựa yên lặng một lát, sau đó rèm xe ngựa đột nhiên mở ra, tiếp đó, một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra. Dù Diệp Quân đã quen nhìn thấy người đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô gái trước mắt vẫn khiến cho hắn khiếp sợ, khuôn mặt của người phụ nữ này rất tinh tế, không tì vết, vô cùng hoàn mỹ. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân một lát, sau đó nói, lần đây. Diệp Quân vội vàng bước lên xe ngựa.
Tổ đạo cũng định lên theo, nhưng lúc này cô gái đột nhiên nhìn y, người đi bộ đi. Tổ đạo hơi sửng sốt, sau đó nói, tại sao? Cô gái nhìn y, xấu xí, tổ đạo. Sau khi Diệp Quân bước lên xe ngựa, một mùi thơm phả vào mặt hắn, không gian bên trong xe ngựa cũng không quá lớn, ước chừng có thể chứa 4-5 người. Bên trong xe ngựa được bao phủ bởi tấm vải sáng bóng và được trang trí bằng những đường ống vàng rực rỡ. Bên cạnh chỗ ngồi của người phụ nữ có một giá sách bằng gỗ cổ kính chứa đầy những cuốn sách cổ khác nhau, toàn bộ cỗ xe tràn ngập trong bầu không khí cổ điển và sang trọng. Trước mặt người phụ nữ có một lò lửa nhỏ, phía trên đun trà, còn có một ít hoa quả. Sau khi đi vào, Diệp Quân ngồi đối diện người phụ nữ, hắn ôm quyền, đa tạ. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân, tới từ bên kia bờ biển sao? Diệp Quân hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu, phải. Cô gái bình tĩnh nói, dị đoan. Diệp Quân nhíu mày. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân, lại nói, cô có biết người tên là chủ nhân bút đại đạo không? Diệp Quân nhìn cô gái gật đầu. Cô gái chậm rãi nói, năm đó ông ta từ bên kia tới đây, sau khi tới đây, cả ngày ông ta nói về chúng sinh bình đẳng, sau đó dẫn tổ điện man hoang tấn công thánh đường Bỉ Ngạn. Cuối cùng, ông ta bại trận, bị đuổi ra khỏi Bỉ Ngạn giới. Mà người ở bên biển khổ giới lại bị thánh đường Bỉ Ngạn coi là dị đoan, căn cứ theo thánh luật của thánh đường Bỉ Ngạn, phàm là người dị đoan, phải bị lửa thánh thiêu đốt. Diệp Quân im lặng. Chủ nhân bút đại đạo này tạo nghiệp khắp nơi, bôi đen cho cả hệ ngân hà. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân, người có thân với chủ nhân bút đại đạo không? Diệp Quân gật đầu, không thân lắm, nhưng có quen biết. Cô gái bình tĩnh nói, bây giờ ông ta thế nào rồi? Diệp Quân nói, nghe người ta nói là đang cọ nhà xí. Cô gái trợn to mắt, cọ nhà xí, là sao? Diệp Quân hỏi ngược lại, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, bên này vẫn còn hận chủ nhân bút đại đạo sao? Cô gái gật đầu, ông là dị đoan số một, bị nơi đây coi là kẻ địch mạnh, các người may mắn mới gặp được ta, nếu không, đi về phía trước một lát nữa, các ngươi sẽ gặp phải thủ vệ ở thánh đường Bỉ Ngạn. Diệp Quân nhìn cô gái trước mặt, tại sao cô nương lại chịu giúp chúng ta? Cô gái nói, ta rất tò mò về thế giới bên kia. Diệp Quân gật đầu, cô nương muốn biết cái gì ta đều có thể trả lời. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân, sức mạnh của biển khổ giới dù là chân thánh cũng khó có thể vượt sông, các ngươi làm thế nào mà tới được đây? Diệp Quân yên lặng. Cô gái nhìn Diệp Quân, chờ đợi câu trả lời. Diệp Quân im lặng một lát. Sau đó nhẹ giọng nói, là do các huynh đệ của ta liều mạng che chở cho ta tới đây. Xe ngựa chậm rãi đi trên đường, trên xe ngựa Diệp Quân trò chuyện với người phụ nữ rất lâu, người phụ nữ hỏi đa số đều là các vấn đề liên quan đến chủ nhân bút đại đạo. Cô ta vô cùng tò mò về tên cầm đầu dị đoan này. Trong cuộc trò chuyện với người phụ nữ, Diệp Quân cũng có những hiểu biết chung về Bỉ Ngạn giới, sau khi trải qua trận chiến ban đầu. Thánh đường Bỉ Ngạn đã kiểm soát toàn bộ Bỉ Ngạn giới, bây giờ Bỉ Ngạn giới bị thống trị bởi một thế lực này. Bỉ Ngạn giới đang có hai vị chân thánh, một người là chân thánh từ thời viễn cổ, đây cũng vị chân thánh còn sống sau cuộc chiến do chủ nhân bút đại đạo phát động, còn vị chân thánh mới là nhân vật mới đột phá từ 1000 năm trước, là thánh tử Bỉ Ngạn, tên là Tả Thánh. Ban đầu chủ nhân bút đại đạo phát động trận chiến, cuối cùng thuyền Bỉ Ngạn xuất hiện. Chủ nhân bút đại đạo và thuyền Bỉ Ngạn phát sinh đại chiến, kết quả chủ nhân bút đại đạo rời khỏi Bỉ Ngạn giới, còn thuyền Bỉ Ngạn cũng biến mất. Bây giờ khu vực diễn ra trận đại chiến, đã biến thành phế tích của Bỉ Ngạn giới, người ta đồn rằng thuyền Bỉ Ngạn đã ngủ say trong đống phế tích kia. Mà ở chỗ đó, bây giờ đã thành thánh địa của thánh đường Bỉ Ngạn, chỉ có yêu nghiệt và thiên tài, mới có thể tiến vào đó tu luyện và thăm dò. Diệp Quân đã biết con đường tiếp theo mình phải đi. Bên ngoài xe ngựa, tổ đạo vừa đi vừa nói chuyện phiếm, không biết y đang nói cái gì, nhưng dù sao nhìn rất không vui. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, tổ đạo nhìn xung quanh, cách đó không xa có hai người mặc giáp vàng đang canh phòng. Một tên thủ vệ tiến lên, hơi cúi đầu chào xe ngựa, cung kính nói, kính chào tông chủ giáo. Tông chủ giáo. Nghe thấy lời của thủ vệ, tổ đạo lập tức sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn vào trong xe ngựa. Người phụ nữ trong xe ngựa trả lời, ừ. Thủ vệ nhìn tổ đạo đang đứng một bên, muốn nói lại thôi. Người phụ nữ nói, ta xử lý. Thủ vệ không dám nói gì nữa, vội vàng cúi đầu thi lễ, sau đó lui sang bên cạnh.
Xe ngựa chậm rãi đi về phía xa. Bên trong xe ngựa, Diệp Quân nhìn người phụ nữ trước mặt, cô là người của Thánh Đường Bỉ Ngạn à? Người phụ nữ gật đầu, ừ. Diệp Quân im lặng. Người phụ nữ nhìn chằm chằm Diệp Quân, không sợ sao? Diệp Quân lắc đầu, cô không có ý xấu. Người phụ nữ khẽ gật đầu, cô ta bưng tách trà đưa cho Diệp Quân, nếm thử trà của bọn ta đi, cái này do chủ nhân Bút Đại Đạo mang đến, bây giờ còn rất ít, càng uống càng ít. Diệp Quân nhận chén trà, nói tại sao giúp bọn ta? Người phụ nữ vén rèm lên, quay người nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, một lúc sau mới chậm rãi nói, có hai lý do, thứ nhất ta rất tò mò về thế giới của các ngươi, ta cũng rất tò mò. Về chủ nhân Bút Đại Đạo, thứ hai, sau này ngươi sẽ biết. Người phụ nữ không nhìn nữa, cô ta quay đầu nhìn Diệp Quân, hỏi, ngươi tới đây làm gì? Người phụ nữ nói rất bình tĩnh, khí tức không có bất kỳ dao động nào, nhưng vẫn khiến Diệp Quân cảm thấy sợ hãi. Diệp Quân không giấu giếm, vì thuyền Bỉ Ngạn. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Sắc mặt Diệp Quân rất bình tĩnh. Căn cứ vào cuộc trò chuyện của tổ đạo lúc trước, thực lực hiện tại của hắn chỉ đứng sau chân thánh, có thể nói, từ chân thánh trở xuống, hắn hoàn toàn có thể tung hoành. Tất nhiên, thực lực của người phụ nữ trước mặt cũng rất mạnh, bởi hắn không cảm nhận được cảnh giới của đối phương. Một lát sau, người phụ nữ khẽ gật đầu, Bỉ Ngạn giới không thể chịu được trận chiến nào nữa. Diệp Quân nhìn người phụ nữ, mục đích của ta là thuyền Bỉ Ngạn. Người phụ nữ nâng tách trà lên nhấp một ngụm, rồi nói, những thần vật này đều có linh tính, nếu nó chọn ngươi, vậy có nghĩa nó công nhận ngươi trở thành người đứng đầu của Bỉ Ngạn, nếu nó công nhận ngươi, tất cả bọn ta trên Bỉ Ngạn giới này cũng sẽ công nhận ngươi, nhưng ta cho rằng nó sẽ không chọn ngươi. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, trong mắt ngươi, tràn đầy lửa hận, động cơ lấy nó của ngươi không thuần khiết. Người phụ nữ nói tiếp, thuyền Bỉ Ngạn không chỉ là thần vật, mà nó còn là một loại trật tự của Bỉ Ngạn, hôm nay nó chưa có chủ là vì chưa có người nào hoặc sinh linh nào có thể nắm giữ trật tự này. Đã là người thì sẽ có ham muốn cá nhân, mà nếu người có ham muốn cá nhân nắm giữ thần khí này, ham muốn cá nhân của người đó sẽ bị phóng đại vô hạn, tục ngữ có câu, người năm quyền, sẽ tự có ý muốn giết người, mà một khi người nắm giữ sức mạnh này có ý nghĩ không tốt, sẽ có khả năng dẫn đến cảnh vô số thế giới vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, cô ta nhìn Diệp Quân, giống như trận chiến mà ngươi vừa nhắc tới, tổ đạo vì đột phá giới hạn của chính mình, không tiếc hy sinh chúng sinh, đạt đến một tâm cao mới. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu ý của cô, nhưng ta vẫn muốn thử. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, sau đó nói, được, ta có thể giúp ngươi. Diệp Quân nhìn người phụ nữ, tại sao giúp ta? Người phụ nữ nói, đương nhiên có điều kiện là ngươi phải gia nhập Thánh Đường Bỉ Ngạn. Diệp Quân trầm mặc một hồi, được. Người phụ nữ nói tiếp, ta là tổng giáo chủ, có thể có một giáo hầu, trước hết ngươi phải chịu ấm ức một chút, làm giáo hầu của ta. Người phụ nữ đột nhiên quay đầu nhìn tổ đạo ở bên ngoài nói, y thì sao? Diệp Quân vén rèm lên, nhìn tổ đạo, ngươi định thế nào? Tổ đạo yên lặng rồi nói, đi theo ngươi cùng lăn lộn. Diệp Quân nhìn y, không nói lời nào. Tổ đạo hơi bất đắc dĩ, ta biết ngươi cảnh giác ta, nhưng ngươi xem, ta hiện tại có thể làm gì chứ? Giờ chúng ta nên hợp tác đối phó con ả họ Phản kia, ngươi nghĩ sao? Diệp Quân quay đầu nhìn người phụ nữ nhìn tổ đạo. Nghe xong, hắn thả rèm xuống. Trong xe ngựa, Diệp Quân dựa vào ghế, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu tháp đột nhiên nói, nhóc con, ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, bất luận là tổ đạo, hay người đàn bà trước mặt này. Diệp Quân thầm nói trong lòng, tổ đạo bị Phản Chiêu Đế chiếm đoạt tu vi, vốn dĩ y đã không cam lòng, y căm hận Phản Chiêu Đế và chủ nhân Bút Đại Đạo, y đi theo ta, tất nhiên cũng có mục đích của riêng y. Y lợi dụng ta cũng có thể lợi dụng y. Còn cô nương trước mặt này, sự xuất hiện của cô ta thật trùng hợp. Tiểu tháp nói, ngươi nghi ngờ cô ta là người của chủ nhân Bút Đại Đạo à? Diệp Quân trầm mặc, nhẹ giọng nói, tháp gia, nếu ngay từ đầu, đây là ván cờ do chủ nhân Bút Đại Đạo bày ra thì liệu có khả năng sau khi ta đến đây phát sinh ra vô số biến cố đều đã nằm trong tính toán của chủ nhân Bút Đại Đạo hay không? Nói cách khác, bất kể ta lựa chọn tổ điện Man Hoang hay Thánh Đường Bỉ Ngạn, đều nằm trong tính toán của ông ta. Tiểu tháp trầm giọng nói, nhất định ông ta có thực lực này. Ta luôn hoài nghi,
Sở dĩ chuyện của cha ngươi kết thúc sớm như vậy, là bởi vì ông ta không dám tiếp tục tính kế cha ngươi, cho nên, ông ta quyết định chọn một người dễ bắt nạt hơn để bắt nạt, để dễ bố trí ván cờ. Diệp Quân khế cao mày, cho nên, ta đang thay cha ta chịu trách nhiệm ư. Tiểu Tháp nói, có lẽ là vậy. Sắc mặt Diệp Quân u ám. Tiểu Tháp tiếp tục nói, nhóc con, ngươi suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại bỏ sót một việc. Diệp Quân nói, ngươi đang nói đến thái độ của cha ta và cô sao? Tiểu Tháp nói, đúng vậy, tại sao cha và cô ngươi lại cho phép ông ta đối xử với ngươi như vậy? Ngươi đã cân nhắc vấn đề này chưa? Diệp Quân yên lặng sau đó nói, rèn luyện. Tiểu Tháp nói, đúng vậy, đối với cha ngươi và cô ngươi mà nói, chủ nhân bút đại đạo và phản chiêu đế chính là hòn đá mài giữa ngươi, họ hy vọng ngươi có thể dùng thực lực của chính mình đánh bại bọn họ, hoàn thành cuộc chiến đại đạo này. Cuộc chiến đại đạo, trong mắt Diệp Quân hiện lên tia phức tạp, đúng vậy. Mình và phản chiêu đế còn có chủ nhân bút đại đạo với tổ đạo, không phải là cuộc chiến đại đạo sao? Bây giờ tổ đạo coi như đã bị loại, bước tiếp theo là trò chơi của mình và phản chiêu đến còn có chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo đang bị vây hãm, bây giờ là người tàn, chỉ có thể động não. Phản chiêu đế nhất định sẽ không bỏ cuộc như vậy, một khi người phụ nữ kia đến đây, hắn sẽ không có khả năng đối chọi. Diệp Quân dựa vào ghế, trầm tư. Khi thực lực không đủ, chỉ có thể dùng đầu óc nhiều hơn. Một lúc lâu sau, Diệp Quân đột nhiên nói, Tháp gia, ta có kế hoạch, nhưng kế hoạch này hơi vô liêm sỉ. Thôi kệ, chúng ta không thể làm theo con đường mà chủ nhân bút đại đạo đã bày ra, nếu không, nhất định sẽ bị ông ta chơi đùa đến chết. Tiểu Tháp, Diệp Quân đột nhiên mở mắt, nhìn người phụ nữ trước mặt, Chu Lăng Tông Chủ, nếu như ta đoán không sai, cô cũng có đối thủ ở Thánh Đường Bỉ Ngạn. Hơn nữa mục đích của cô là trở thành chân thánh, đúng không? Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nhìn người phụ nữ trước mặt, muốn trở thành chân thánh rất khó khăn, đúng không? Chu Lăng nhìn Diệp Quân, người muốn nói gì? Diệp Quân nghiêm túc nói, ta có thể giúp cô trở thành chân thánh. Chu Lăng nheo mắt, người không có đầu óc à? Diệp Quân thẳng tay kéo Chu Lăng vào tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, sắc mặt Chu Lăng lập tức thay đổi. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên lập tức xuất hiện trong tay hắn, hắn giao kiếm Thanh Huyên cho Chu Lăng. Chu Lăng nhận lấy kiếm Thanh Huyên, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, một lúc sau, cô ta mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, người muốn làm gì? Diệp Quân nhìn Chu Lăng, ta muốn cô diễn một vở kịch với ta. Chu Lăng nheo mắt, kịch gì? Diệp Quân bình tĩnh nói, chỉ cần nói ta là con trai của Bỉ Ngạn, tuân lệnh đi sang biển khổ giới giết chủ nhân bút đại đạo. Mà giờ, đầu chó của chủ nhân bút đại đạo đã bị ta chém xuống, bây giờ ta trở về. Tiếp quản Bỉ Ngạn giới. Không thể nào. Chu Lăng nói thẳng, tuyệt đối không có khả năng, sẽ không có ai tin chuyện hoang đường của ngươi. Diệp Quân ngắt lời Chu Lăng, thanh kiếm này và tòa tháp này được lấy ra từ bên trong thuyền Bỉ Ngạn, nếu ai không tin, thì bảo người đó xây tòa tháp giống như này đi. Vừa nói, hắn vừa hơi kích động nói, Chu cô nương, cô nhìn xem. Trong tháp 10 năm băng ở ngoài một ngày, loại năng lực nghịch thiên này, ngoại trừ thuyền Bỉ Ngạn, còn ai có thể làm chứ? Còn ai? Chu Lăng im lặng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn Diệp Quân, rốt cuộc ngươi có phải là con của Bỉ Ngạn không? Diệp Quân. Lúc Chu Lăng nói câu này, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, vì thời không trong tiểu tháp của Diệp Quân thật sự quá khủng bố. Ngoài thuyền Bỉ Ngạn ra, cô ta cũng không tưởng tượng ra ai có thể có loại phương pháp đảm bảo này. Cho dù là chân thánh cũng không thể làm được. Trong tháp 10 năm, bằng một ngày bên ngày, loại phương pháp sáng tạo phi thường triệt để này, sâu trong lòng cô ta, lờ mờ cảm thấy, e rằng thuyền Bỉ Ngạn cũng không làm được, còn có thanh kiếm đó. Thanh kiếm đó cũng không phải vật thường, cho dù đặt trong cả Bỉ Ngạn giới, tuyệt đối cũng là thần vật đỉnh cấp nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta chỉ có thể nghĩ tới thuyền Bỉ Ngạn. Cũng chỉ có thần vật chí cao trong truyền thuyết mới có khả năng làm được. Giống như biển khổ giới vậy, phải biết rằng, biển khổ giới chảy ra từ thuyền Bỉ Ngạn đấy, còn sự khủng bố của biển khổ giới, cho dù là chân thánh cũng sợ hãi vô cùng. Giờ khắc này, Chu Lăng vừa tò mò vừa sợ hãi Diệp Quân trước mắt. Diệp Quân cười nói, Chu Lăng tông chủ, cô thấy sao? Sau khi Chu Lăng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân rất lâu, nói chuyện này có quan hệ rất lớn, tạm thời ta không thể trả lời ngươi được, vì một khi bị vạch trần. Ta và ngươi đều muôn kiếp không trở lại được.
Diệp Quân đột nhiên nói, cô có thể vào tháp này tu luyện, nghiên cứu bất cứ lúc nào. Hai mắt Chu Lăng khẽ híp lại, nhưng không nói gì. Diệp Quân nói tiếp, nếu ta có được thuyền Bỉ Ngạn, chúng ta cùng hưởng. Chu Lăng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, sao ngươi lại tin ta? Diệp Quân thành thật thẳng thắn nói thật, ta cũng chưa nắm chắc là sẽ lấy được thuyền Bỉ Ngạn, nhưng, nếu ta có được thuyền Bỉ Ngạn, ta nhất định sẽ chia sẻ với cô, tuyệt không nuốt lời. Chu Lăng im lặng, sau khi cô ta đi lại một lúc, nói, sự xuất hiện của thánh tử Bỉ Ngạn, không thể coi thường, mấy tông chủ và chủ giáo nhất định sẽ kiểm tra thân phận của ngươi thật kỹ, thậm chí sẽ kinh động đến chân thánh. Hơn nữa, mỗi lần thánh tử xuất hiện, đều có nghĩa là sắp xảy ra tai họa, nhưng bây giờ, cả Bỉ Ngạn giới lại quá bình yên. Có tai họa. Diệp Quân đột nhiên nói, bên kia của biển khổ giới, có một kẻ dị đoan, người này là một vị ác đạo, tên Phản Chiêu Đế, cô ta vừa cúng tế chúng sinh, thực lực đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, không lâu nữa, cô ta sẽ vượt biển tới đây thôi. Chu Lăng nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân bỗng mở lòng bàn tay ra, nháy mắt, ba sức mạnh huyết mạch tràn ra từ trong người hắn, sức mạnh huyết mạch ghê gớm nháy mắt đã khiến sắc mặt Chu Lăng thay đổi. Lát sau, Chu Lăng khẽ lắc đầu, Diệp công tử, ta bỗng cảm thấy, để ngươi làm thánh tử của Bỉ Ngạn, thật sự hơi phí tài rồi. Diệp Quân gật đầu, đúng là hơi phí tài. Chu Lăng. Diệp Quân nhìn người phụ nữ trước mắt, Chu Lăng tông chủ, cô suy nghĩ thế nào? Chu Lăng nói, chúng ta có thể nói xem làm sao thuyết phục được các chủ giáo khác. Thiếu niên trước mắt, có hai thần vật khủng bố, ba loại huyết mạch đặc biệt, thực lực của bản thân chắc chắn cũng cực kỳ mạnh. Cho dù thiếu niên trước mắt không phải con của Bỉ Ngạn, thì chắc chắn cũng không phải người thường. Đương nhiên, quan trọng nhất là đối phương cho phép cô ta tu luyện ở đây, nghiên cứu ở đây, điều này mới là thứ khiến cô ta rung động nhất, không thể từ chối nhất. Vì trực giác nói với cô ta, nếu cô ta có thể hiểu rõ một vài quy tắc trong thời không này, rất có thể cô ta sẽ trực tiếp đạt tới chân thánh được. Bây giờ cô ta chỉ còn cách chân thánh nửa bước nữa thôi. Thời không đặc biệt trước mắt chính là cơ hội của cô tan. Còn cái gì mà cùng hưởng thuyền Bỉ Ngạn, cô ta không để trong lòng lắm, vì thiếu niên trước mắt đang vẽ cho cô ta một cái bánh to rồi. Xong việc với người phụ nữ trước mắt, Diệp Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ hắn không còn nhiều thời gian tới đây để từ từ phát triển nữa, từ từ tính toán nữa, vì người phụ nữ Phản Chiêu Đế kia tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian như vậy, do đó, bước chân của hắn phải nhanh hơn. Nhanh hơn Phản Chiêu Đế, nếu không, đến lúc đó sẽ lại bị động. Đúng lúc này, đột nhiên Chu Lăng nói, Diệp công tử, cái tháp nhỏ này không phải là được truyền ra từ thuyền Bỉ Ngạn chứ? Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, cười nói, không phải. Chu Lăng nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, vậy thì ở đâu mà có? Diệp Quân nói, tổ tông truyền cho. Chu Lăng cau mày, mặc dù trong lòng tò mò, nhưng vẫn không truy hỏi tiếp. Diệp Quân quay về xe ngựa, còn Chu Lăng tiếp tục nghiên cứu thời không đặc biệt trong tiểu tháp, nhìn mảnh thời không kỳ lạ trước mắt, trong mắt Chu Lăng lộ ra vẻ điên cuồng. Sau khi Diệp Quân trở về xe ngựa, hắn vén rèm cửa lên, nhìn sắc mặt khó chịu của Tổ Đạo, lên đi. Tổ Đạo hơi ngơ ngác, sau đó vội trèo vào xe ngựa, lúc thấy trong xe ngựa chỉ có Diệp Quân, Tổ Đạo lập tức nghi ngờ. Diệp Quân nói, A Tổ, ngồi đi. A Tổ. Tổ Đạo trầm giọng nói, ta không phải là A Tổ, ta là ông Tổi. Diệp Quân gật đầu, được, A Tổ. Sắc mặt Tổ Đạo đầy chán nảy, y không xoắn suýt với xưng hô này của Diệp Quân nữa, bây giờ y còn hơi sợ Diệp Quân. Sau khi Tổ Đạo ngồi xuống, Diệp Quân nói, bây giờ chúng A đang ngồi chung một thuyền, nên thành thật thẳng thắn, ngươi cảm thấy sao? Tổ Đạo gật đầu, ừ. Diệp Quân rót cho Tổ Đạo một ly trà. Sau đó nói thật không giấu, thực ra ta là con của Bỉ Ngạn. Phụt, nước trà Tổ Đạo vừa uống vào đã phun ra, y nhìn Diệp Quân, cứ nhìn như vậy, không nói gì. Diệp Quân nói tiếp, A Tổ, đừng bất ngờ, thật ra cũng gần đây ta mới biết. A Tổ nhìn Diệp Quân, hay là, chúng ta thành thật thẳng thắn tí nữa đi. Diệp Quân nói, dẫn người đi đến một chỗ, nói rồi, hắn dẫn Tổ Đạo vào trong tiểu tháp, sau khi vào tiểu tháp. Vẻ mặt Tổ Đạo lập tức thay đổi. Diệp Quân bình tĩnh nói, đây là thứ ta lấy ra từ thuyền Bỉ Ngạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 134.